Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Như vậy là chúng ta đã trải qua 189 bản tin tuần, và hiện tại kênh của chúng ta đang có 21.400 anh chị em đăng ký theo dõi kênh. Như vậy là theo thời gian thì team của chúng ta đang ngày càng một lớn mạnh hơn. Đấy là một cái điều rất là vui. Và song trùng với việc đó thì Hùng Lê cũng nhận được rất nhiều tình cảm, cái sự động viên của quý anh chị nhà đầu tư. Thì đấy sẽ là những cái động lực để Hùng Lê tiếp tục có những cái bản tin tuần phân tích về thị trường, phân tích về cổ phiếu nó có mang một cái tính tối ưu hơn và sát hơn, để anh chị em có thêm những cái thông tin để chúng ta tham khảo. Và như thường lệ thì bản tin tuần của chúng ta cũng sẽ có những cái phần chính. Phần thứ nhất thì Hùng sẽ đi đánh giá lại tình hình thị trường tất cả các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản trong tuần vừa qua, những cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta thường xuyên theo dõi. Phần thứ hai thì Hùng sẽ có một vài cái đánh giá về kịch bản, các cái kịch bản về phân tích thị trường chung, chỉ số index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh ở trong tuần vừa qua, và sẽ có một vài ý để chúng ta nói đến thị trường ở trong tuần tiếp theo. Vậy thì trong tuần vừa qua, thị trường của chúng ta đón nhận khá nhiều những thông tin tiêu cực. Thông tin đầu tiên đó là việc anh Quyết bán cổ phiếu mà không công bố, chính vậy nên là nó đã tạo ra một cái hệ lụy tương đối xấu ở trên thị trường. Và sau cái thông tin đó thì FLC cũng như một số các mã cổ phiếu khác đồng loạt giảm sàn AMD, và thông tin này cũng làm cho những cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ đã chỉnh giảm rất là mạnh trong tuần vừa qua. Cái ý thứ hai nữa là trong tuần vừa qua thì chúng ta có đón nhận một cái thông tin, đó là tập đoàn của Tân Hoàng Minh đã chính thức bỏ cọc cái lô đất Thủ Thiêm. Thì cái việc mà chúng ta đều biết rằng là sau khi mà Tân Hoàng Minh trúng thầu cái lô đất đó thì đã có một tác động rất là tích cực trên cái nhóm phương diện, đó là nhóm cổ phiếu của nhóm xây lắp, nhóm bất động sản, nhóm khu công nghiệp và nhóm hạ tầng. Và ngay cái thông tin đó được đưa ra thì chúng ta thấy rằng là các cái mã cổ phiếu của nhóm bất động sản, xây lắp, hạ tầng đều đã bị ép sàn, và gần như ép sàn đến tận ngày hôm nay thì cái việc là bắt đầu mới có cái lực cầu cân quay trở lại, thì đấy là một cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa là nó được đánh giá là tích cực, đó là Quốc hội thì đã thông qua một cái gói hỗ trợ an sinh xã hội, kích cầu về mặt kinh tế. Và cái gói hỗ trợ đó thì nó rất là toàn diện. Ông có đọc qua và ông thấy rằng là tất cả các cái mặt trận đều được Quốc hội nghiên cứu khá là kỹ, và đấy là những cái thông tin rất là tích cực. Tuy nhiên những cái thông tin đó thì nó cũng không đủ sức để cứu cánh thị trường, và tí nữa thì Hùng Lê sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ đi phân tích. Và như vậy thì sau một tuần mà thị trường chỉnh giảm như vậy, vậy thì đã đến lúc chúng ta xuống thuyền được chưa? Đã đến lúc chúng ta cân cổ phiếu được chưa? Và nếu cân thì chúng ta sẽ cân ở những cái điểm số như thế nào? Đó thì cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi như vậy. Ok các anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chính của bản tin, đó là chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu rất là cơ bản của thị trường. Thì các anh chị nhớ cái điểm xanh này chính là cái điểm xanh mà chúng ta ra bản tin video số 189 các anh chị. 189 thì cũng đánh dấu một cái điểm xanh như vậy để chúng ta đánh giá xem ở trong tuần vừa qua thì các cái mã cổ phiếu của chúng ta nó đã tăng hay nó giảm, hay là nó có những cái biến động như nào. Thì bản thân đối với VIX các anh chị thì cũng đã có phân tích cho các anh chị ở đây rồi, những cái góc nhìn nó khá là cơ bản. Về cơ bản nó chỉ là những cái cách để tạo lập về mặt thị trường thôi. Ở đó những anh chị em nghe thông tin và sau đó là ào ào mua ở trên này thì đến đoạn này lại dở rồi, đúng không ạ? Đó, mọi người lại bị lỗ rồi. Thì đối với VIX trong tuần tới khả năng nó sẽ có những điểm chỉnh giảm cung ở quanh vùng 98. Vùng này tích lũy được thì ổn, mà gãy vùng 98 thì nó lại quay lại nền ở đây, tức là nền ở đây là nền 94 với 95. Vinhome nhìn chung thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến. Đây các anh chị nhá, Hùng đã chỉ cho các anh chị rồi, 86.7 là vùng kháng cự trong tuần vừa qua. Thì Vinhome phiên ngày giao dịch ngày thứ hai đã đẩy lên được vùng 86.7 đến vùng 87, đây là vùng kháng cự. Và cái vùng này thì chúng ta nên có hàng, chúng ta nên chốt bớt. Rồi và sau tuần thì nó đã đẩy lại ở đây, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và trên góc độ thì 81.5 đến vùng 82, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của Vinhome. Nhìn về cái cách đi như thế này thì khả năng là nó sẽ không thủng cái vùng này, tức là tuần tới thì nó sẽ tích lũy được ở trên biên 81.5 để có thể có một cái nhịp hồi phục T ở đây.
VRE trong một cái quãng thời gian vừa qua thì gần như VRE không có sóng, gần như không có sóng các chị, và những cái sóng đánh của VRE nó tương đối là rời rạc và nó ngắn. Ở đây thì VRE đang có một cái hiện tượng thôi, có một hiện tượng tức là có khả năng thôi, có cái khả năng này thì chưa thể đánh giá được tiếp nó có chính xác hay không, bởi vì các anh chị nhìn thấy đây. Ở đây VRE cũng có một trận đánh, và cái trận đánh này thì trên quan điểm kỹ thuật cùng Lê Hồng nghĩ là khả năng thì cái lực cầu sẽ break vùng 38 để mở trend kỹ thuật ở đây, bởi vì cổ phiếu của anh Vượng gần như không có sóng các anh chị. Tốt chứ, nó tốt các anh chị, nhưng nó không có sóng. Thì cổ phiếu tốt rồi nhưng nó phải có sóng, mà muốn có sóng thì các anh chị có biết là cần cái gì không ạ? Cần cái chấm chấm, ba cái chấm chấm đằng sau ấy. Đấy, hạn chế nói. Nhưng ai cũng hiểu cái việc đó, tức là cổ phiếu tốt nhưng nó không có đội tạo lập, không có làng, không có sự quan tâm của nhà đầu tư thì làm sao nó tăng được. Và ở trong cái nhịp này thì không biết là cổ phiếu của anh Vượng có đánh không. Thì trên cơ sở kỹ thuật thì hiện tại Lũng đang nhìn ở vùng kháng cự 36 và vùng 38 ở đây. Đó là ba vùng kháng cự, hai vùng kháng cự ngắn của VRE. Ở góc độ kỹ thuật thì cũng đã chỉ ra cho anh chị đấy rồi, ở vùng 32, 32, 33, 33.5 thì tuần tới có thể bắt thăm dò để chúng ta xem thử rằng nhìn có thế rồi, nhưng mà cái thế này nó có đi được hay không thì lại cần thêm các cái dữ liệu kỹ thuật. Ví dụ như cổ phiếu này phải đánh break vùng 38 và sau đó thì nó phải đậu lại trên này, và cái khối lượng dòng tiền nó phải giao dịch trung bình phải đạt khoảng 15 đến 20 triệu cổ phiếu một phiên đối với VRE, thì khi đó thì VRE mới có thể có được một cái trend kỹ thuật dài. Đó, thì những cái mã cổ phiếu nào mà ông dừng lại để ông nói thêm ấy, thì các anh chị lưu ý. Vinamilk thì vẫn đang một cái hành trình tích lũy tương đối dài, nói chung là bò sữa đang bị ốm. Đúng không anh chị? Bò sữa đang bị ốm, chính vậy nên là nó vẫn tích lũy thôi ở vùng 83, và ở đây thì cũng đang có những cái sóng gọi là sóng ngắn. Chạm vùng hỗ trợ 683 thì nhịp vừa rồi bật lên được vùng 87, 86, 87 đây. Đó, ví dụ như vậy thì nhịp này cũng như vậy, khả năng sẽ bật lại đây. Rồi khỏe hơn thì nó lên được vùng 88, và hiện tại thì Vinamilk đang có một kháng cự 92 ở đây, người chưa thể vượt thoát qua được, và chính vì vậy nên là Vinamilk vẫn đang nằm ở trong một cái chen ngang tích lũy thêm và cần một cái khối lượng cung cầu nó ổn định hơn. Đối với GTN, tín hiệu kỹ thuật như thế này là GTN đang hơi bị xấu đi một tí khi mà nó bị mất vùng 19.2. Mặc dù là đóng cửa tuần thì nó lại về lại được cái vùng 19.2, nhưng khả năng cao thì nó sẽ test lại cái gap mà nó vừa mới 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 tạo ra đây, thì nó sẽ test lại cung ở khoảng vùng 18 năm hay gì đó, nói chung là khoảng tầm vùng 18 năm. Và khả năng thì về nhìn về mặt cách đánh này thì cái điểm tích lũy hội tụ của nó sẽ ở khoảng vùng 18 đến 18 năm của GTN, sẽ canh mua ở đó. VRC là đây rồi, nhìn đấy thì cái ý đồ về mặt tạo lập là dự kiến là nó sẽ quay lại test ở vùng 118 đến khoảng quanh 120 các anh chị. Đấy thì đã có những cây nến test đó, những cái nến test này. Thì sang tuần tới thì VRC sẽ có ở vùng 120 đến khoảng vùng 121, thì anh chị em quan sát thêm. HVN tiếp tục là một cái hành trình về gọi là trong một cái dao động tắt dần, đúng không anh chị? Và ông đã có dự báo ở đây rồi, khả năng sẽ quay lại test vùng 22, sâu hơn thì nó có thể vùng 21.5 đến vùng 22, và tại đây thì nó có thể có một cái lực tạo lập nào đó, thì các anh chị có thể bắt T cộng ở đây. Thì cái lực tạo lập đó là cổ phiếu tăng mạnh và cái giá của cổ phiếu nó có thể bật lại trên vùng 23 cộng, thì đấy là một trong những cái yếu tố tạo lập mà các anh chị dễ dàng để nhận ra. Cổ phiếu, một số các cái mã cổ phiếu trụ MSN thì Mansan nó có một cái yếu tố rất bất thường các anh chị. Sau những cái giai đoạn giao dịch rất lớn thì Mansan bị mất cung, nó bị mất cung cầu, và đây nó tụt tham và nó mất cung cầu, thì đây là một cái dấu hiệu bất thường, và sau những cái dấu hiệu bất thường đó thì nó sẽ quay lại cái tín hiệu bình thường. Thì để mà đánh giá được cái tín hiệu bình thường á, thì chúng ta cần thêm cái tín hiệu dòng tiền và tín hiệu đường MACD ở đây. Ngắn hạn thì Mansan có thể tuần tới nó sẽ đánh ở quanh vùng 145, 140, 145. Sâu hơn thì có thể tính toán là 135 đến 140. Khả năng cao thì nó sẽ vùng hồi tụ kỹ thuật của Mansan sẽ nằm ở đây, và tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. BVH hiện tại cũng bắt đầu có những tín hiệu khá là hay rồi các anh chị. Sau khi mà chúng ta phân tích được một các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần rất là lâu rồi. Cũng đã đưa được cái target của nó lên khoảng vùng 66, và sau đó thì BVH chỉnh. Chỉnh thì bây giờ đang một sóng xuống, phân tích một sóng xuống, nhưng đến tại thời điểm này là bắt đầu nhìn thấy các cái điểm hội tụ kỹ thuật về mặt kỹ thuật của BVH ở đây. Đó là quanh vùng khoảng 52, biên hỗ trợ 52, 53.
Và có thể BBH thì sang tuần tới chúng ta có thể thăm dò một ít ở đây để chúng ta đánh giá thêm. Ở sâu hơn thì có thể vùng 50, nhưng mà cái cách mà tiếp cận vấn đề các anh chị, cách tiếp cận vấn đề khi mà chúng ta dò một cái xu hướng kỹ thuật cổ phiếu nào đó thì chúng ta dò từ từ, chúng ta mua từ từ. Ví dụ nhé, Hùng nói ví dụ rất sâu luôn, đó là chỗ này vùng 52 các anh chị có thể giải ngân khoảng 10%. Đó, sau đó thì chúng ta quan sát tiếp cung cầu, trong trường hợp nó thủng 52 chắc chắn nó sẽ về 50. Đó thì chúng ta lại tiếp tục quan sát ở vùng 50 có thể giải ngân thêm khoảng 10%. Ở 50 xong rồi, nếu như trong trường hợp mà 50 nó thủng tiếp thì nó sẽ quay về lại khoảng vùng 47 ở đây, 47 447.5 ở đây. 47.5. Đó thì về đến vùng này chúng ta tiếp tục quan sát và chúng ta đánh giá thêm cái xu hướng và có thể giải ngân 10% đây. Như vậy là ba cái bước mua này chúng ta chấp nhận vào vị thế dò tìm lại cái đáy của cổ phiếu BVH ở khoảng 30% số định mua. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính toán thêm. Đó, ví dụ về nơi rồi cổ phiếu bắt đầu hồi phục dần, tăng dần, tăng dần. Như vậy thì chúng ta bắt đầu gồng mình lên để chúng ta tăng tỷ trọng cổ phiếu để chúng ta đánh giá một cái nhịp phục hồi kỹ thuật của nó ở đây. Đó, không ai có thể biết chắc rằng BVH về đến 52 nó sẽ dừng rơi đúng không ạ, hoặc là về đến 47, nhưng chúng ta có đủ những cái công cụ để chúng ta dò tìm thêm các anh chị. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng đang ngắm ngắm ở vùng 52, khả năng ở đây là nó đọng lại một chút kỹ thuật ở đây rồi. Đó thì chúng ta sẽ chú ý thêm. Rồi MVG ở đây thì vẫn đang là một cái hành trình như vậy thôi các anh chị. Đó, đi ngang, đi lên, hồi lên rồi lại đạp xuống. Đây là có cây hồi này. Đó, đây là nó lại đạp xuống này, đạp xuống này, khả năng nó lại hồi, tức là nó đi vòng vo như vậy. Và đến thời điểm hiện tại thì nhìn dòng tiền như thế này thôi, ngán lắm, không không có vị. PNG dòng tiền cũng đang đánh khá là phập phù. Tuy nhiên PNG thì nó đang có một cái yếu tố kỹ thuật ở đây. Yếu tố đó là vùng 92 đến vùng 93 có khả năng cổ phiếu sẽ tích nền ở quanh đây, và thậm chí sâu hơn thì cũng có thể tính toán thêm ở biên 89 đến 90. Nhưng mà với tín hiệu tuần như thế này thì chúng ta sẽ chưa tính toán ở biên dưới mà chúng ta tính toán ở biên trên này. Thì các anh chị hoàn toàn có thể gom đó, chúng ta có thể gom thăm dò một ít ở vùng trên đó, biên 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 92, biên 93, sau đó có thể vùng 90. G chúng ta xem G như thế nào. Rồi, G thì cũng có trong cái nhịp cũ này thì cũng có đánh giá một cái nhịp hồi khả năng lên được ở khoảng vùng 73.5 đến khoảng vùng 75 ở đây. Đây chính là vùng kháng cự, thì G đã suy sát lên được đây và G bắt đầu đi lại một cái nhịp chỉnh. Ở cái nhịp chỉnh cung này thì đang đưa G quay lại vùng hỗ trợ 65. Đây là vùng hỗ trợ tương đối tốt. Đó, và có thể đánh giá thêm ở vùng 63.5. Trong trường hợp mà G vẫn giữ được vùng 63.5 cộng và tích lũy nền ở đây, lực cầu tiếp tục quay trở lại, thì như vậy là chúng ta có thể nắm giữ thêm vị thế của G. Nhưng trong trường hợp G bị phá vỡ kỹ thuật, tức là em ấy phá vỡ cái vùng 63.5, thì như vậy đấy là một tín hiệu nguy hiểm và chúng ta cần phải hành động. Các anh chị có hiểu từ hành động không ạ? Rất nhiều cái bài toán này, cái câu chuyện này cũng sẽ nhắc lại, đó là gì? Cái việc mua nó, anh chị em của chúng ta sẽ phân biệt hai cái sai. Cái sai thứ nhất đó là sau khi chúng ta mua cổ phiếu xong, cổ phiếu giảm giá và cổ phiếu không đi theo đúng cái định hướng của chúng ta, tức là mua cổ phiếu xong thì cổ phiếu phải tăng, đó là định hướng của chúng ta đúng không ạ? Như vậy trường hợp thứ nhất là chúng ta mua xong và cổ phiếu nó không đi theo định hướng, thì cái sai đó sẽ không tách được anh chị em. Và bản thân Hùng Lê cũng như vậy, chứng khoán nó là xác suất, Hùng sẽ chọn ra 10 cổ phiếu thì khả năng là 4 thằng sai, ví dụ như vậy, và được khoảng tầm 6 thằng đúng. Đó, ok. Thì cái sai đó là cái sai mà chúng ta phải chấp nhận. Ở trên thị trường chứng khoán sẽ có những cái sai đó, nhưng có một cái sai mà sẽ không thể chấp nhận được, đó là gì? Các anh chị mua cổ phiếu tốt rồi, lãi rồi, đúng không ạ? Xong đó lãi, thậm chí là lãi rất rất cao. Có một nhà đầu tư có chat với Hùng Lê là em lãi 110 triệu nhịp vừa rồi, nhưng đến ngày anh ơi, đến ngày hôm nay nó còn có 30 triệu thôi, 20 triệu thôi. Đó, như vậy thì 90 triệu nó đi đâu rồi ạ? Đấy là cái tại sao chúng ta không giữ lãi, tức là chúng ta phải hành động. Cái hành động nó rất là quan trọng, hành động để giữ lại cái lãi. Đó, chúng ta giữ lại lãi hay là chúng ta chấp nhận mất lãi và cuối cùng lỗ ngược, thì cái sai thứ hai là cái sai khá là phổ biến và gần như rất nhiều nhà đầu tư cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Vậy thì nguyên nhân của cái sai đó các anh chị có biết là cái gì không ạ? Đó chính là, một là tham, hai là cái tính con người ta hay có cái sự níu kéo. Hôm qua tôi lãi 110 triệu, ôi rồi hôm nay lãi còn 90 triệu, bán xong lỡ may nó tăng 120 triệu sao, đúng không ạ? Thế thì hớ à, đúng không ạ? Đó, tức là cái tâm lý níu kéo. Xong rồi hôm sau nó lại giật cho phát nữa xuống còn có 60 triệu, bảo ôi hôm kia đang lãi 100 triệu,
Bây giờ bán đi một cái bây giờ còn có 60 triệu, bán xong nó lại hồi lên 150 triệu làm sao? Thế chết cha lại lại mất 100 triệu à? Thôi không bán, cầm tiếp. Hôm sau nó giã cho phát nữa, thôi hết lãi. Đó, vậy thì chúng ta phân biệt hai cái sai. Cái sai thứ nhất đó là cái sai chúng ta cần phải chấp nhận, nhưng cái sai thứ hai đó là không thể chấp nhận được và chúng ta phải sửa. Và để sửa được thì chúng ta phải rèn luyện. Đó, chúng ta phải phải là những chiến binh. Và như thế nào gọi là chiến binh? Các anh chị có thể xem những cái bộ phim giả sử ở chiến binh samurai, ở người ta có một cái tính cách như thế nào. Đó, các anh chị cố gắng học. Và bản thân Hùng Lê cũng như vậy, Hùng Lê luôn định hướng cho các anh chị đó là chúng ta cần phải hành động khi cổ phiếu có binh biến, khi cổ phiếu có những dấu hiệu nguy hiểm. Chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta đang đứng ở trên một cái đường ray, đúng không các anh chị? Ok. Ở cái đường ray, chúng ta đang đứng giữa một cái đường ray và chúng ta nhìn thấy một cái đoàn tàu nó đang phi đến mình. Đó, nó đang phi trên cái đường ray đó và nó đang tiến dần đến mình, tức là cái sự nguy hiểm đang cận kề với mình. Thì các anh chị sẽ đứng nguyên ở trên đường ray để cho cái đoàn tàu đấy nó cán qua thân mình, hay là các anh chị sẽ có một cái phản xạ là nhảy ra khỏi đường ray. À, tôi phải nhảy ra để tôi sống cái đã, rồi sau đó tôi mới định hướng, à tôi đi tiếp đường nào. Đúng không? Đúng không? Đó đó đó, thì đấy là những cái ví dụ thôi. Mồng Hùng chiêm nghiệm, Hùng cảm thấy ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, thì chúng ta lấy những cái hình ảnh ở trong trong thực tế để chúng ta đưa lên thị trường chứng khoán thì nó rất là hay. Ok, thì cái bản tin này Hùng vừa phân tích, Hùng vừa đưa những cái câu chuyện như vậy để các anh chị sẽ nhìn thấy một cái góc nhìn nó tổng quan hơn. Đó, ok. Rồi bây giờ thì Hùng sẽ phân tích một nhóm rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là WTI đang tăng khá là tốt. Và cái nhịp tăng tốt này thì nó đang đưa WTI về lại vùng 82 đến khoảng vùng 85. Đây là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Và cái việc mà cái sự đồng pha của WTI và nhóm P thì Hùng đã có phân tích rất là kỹ, rất là nhiều trên các bản tin, các anh chị em có thể xem lại. Nhưng đến thời điểm này thì WTI cũng đang đi vào những kháng cự tương đối là cao đó. Vì vậy trong nhóm P thì các anh chị cũng sẽ phải thanh lọc những cái mã cổ phiếu nào còn có dư địa tăng, và những cái mã cổ phiếu nào mà khả năng nó sẽ phân hóa và nó sẽ chỉnh thì chúng ta lưu ý, và Hùng sẽ phân tích ngay sau đây. Thì đối với GAT là tuần vừa qua GAT đã chạm vùng kháng cự 110 và nó chỉnh. Đương nhiên rồi, khả năng là như vậy, thường thường là chạm kháng cự thì nó chỉnh. Các cái nhịp chỉnh của GAT hiện tại thì được đánh giá tương đối tích cực ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 101.5 đến khoảng vùng 102. Khả năng tuần tới thì GAT sẽ có thể còn lình khừng ở quanh cái vùng này. Nhưng trên góc độ kỹ thuật thì thông thường GAT nó kéo thì nó sẽ kéo, nó trả một nhịp và sau đó nó sẽ kéo tiếp một nhịp nữa. Như vậy thì nhịp tiếp theo thì cũng sẽ đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh break vùng 110 và có thể hội tụ ở khoảng vùng 115 đến khoảng vùng 117. PLX thì nó có kháng cự đây 56. Gần như trong 2 tuần vừa qua thì nó chưa thể vượt thoát được cái kháng cự, nhưng nó cũng có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là khoảng vùng 53.5, và biên hỗ trợ sâu hơn của nó là vùng 52.5 đến khoảng vùng 53. Đấy là cái biên hỗ trợ kỹ thuật của PLX. Thì nhìn cái cách đi này, tức là nó không có dòng tiền, nhưng khả năng PLX sẽ đi ở trong một biên ngắn từ hỗ trợ kỹ thuật ở đây và lên kháng cự ở đây. PVT rồi, ok các anh chị, PVT thì có chỉ cho anh chị đây đúng không ạ, vùng 25 đến vùng 26, đây là vùng kháng cự. Các chúng ta nhìn sang đây thì chúng ta chiếu sang đây nó dễ như vậy thôi. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đợt của PVT đó là vùng 23, và tín hiệu này tức là hôm nay nó có hồi lại vùng 23 thì xu hướng là tuần tới nó sẽ kiểm tra lại cái mút ở dưới này này. Bao giờ cũng như vậy, ít nhất nó kiểm tra cái mút ở dưới này, mút này thủng thì xu hướng nó sẽ có thể có một cây nó test lại biên kỹ thuật của nó đây 21.5 đến khoảng biên 22. Cổ phiếu PET rồi, như vậy là PET thì cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 40/40, và hiện tại thì PET đang trả cung. Thì cái nhịp trả cung kỹ thuật này hiện tại thì có thể anh chị có thể quan sát thêm ở vùng 30 ba mấy đây các anh chị, 34.5 đến khoảng vùng 35. Tức là trong trường hợp nếu như chúng ta cầm cổ phiếu PET mà nó vẫn nằm được ở trên vùng 33 34 34.5 đến khoảng vùng 35, như vậy là đạt. Còn trong trường hợp nếu như nó bị phá vỡ cái tính kỹ thuật của nó ở đây, tức là nó bị đạp đạp cái ở đây, thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta cần phải hành động. Hành động như thế nào thì các anh chị cũng biết rồi, đúng không? Rồi, cổ phiếu PVS. Rồi, PVS thì có phân tích đây, vùng 29.5 là vùng kháng cự rồi các anh chị có thể nhìn thấy đây, đúng không ạ? Không vượt thoát được vùng kháng cự thì nó lại quay lại gì? Nó lại quay lại nền. Thì cái nền trong cái nền ngắn hạn của nó ở đây là về vùng 27 đến 27.3.
thì xu hướng này tuần tới thì PVS sẽ có thêm những cái động thái kỹ thuật để tích lũy ở đây và có thể đưa lại vùng target ngắn hạn ở vùng 29 đến khoảng vùng 29.5. PVD hiện tại nó có một cái yếu tố kỹ thuật tương đối là hay, nhưng mà lại hơi tiếc nuối một tí, đó là nó lại liên quan đến giá dầu, không biết là nó có bị chi phối không. Còn nhìn về góc độ kỹ thuật là PVD khả năng sẽ mở trend kỹ thuật ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói là nó có mở hay không thì cần thêm dữ liệu, chứ như thế này thì cũng có thể chưa 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 thể đoán trước được cái xu hướng. Nhưng mà chúng ta thăm dò các anh chị nhé, đối với PVD là chúng ta chơi game này đi, vùng 30.6, vùng 30 và vùng 29, đó là ba cái điểm về mặt kỹ thuật để kỳ vọng cái gì các anh chị, để kỳ vọng em này mở trend kỹ thuật. Ok đó, ok ở đây ba cái điểm này thì kỳ vọng như vậy, tức là cổ phiếu này không bị thủng vùng 29, tích lũy nền ở đây ổn định và lực cầu tiếp tục quay trở lại để đạp lại vùng 32 cộng ở đây, thì xác suất cao là PVD sẽ đánh tiếp đó, riêng về mã cổ phiếu PVD. Rồi BSR, BSR thì cũng chưa có nhiều yếu tố kỹ thuật đột biến đâu các anh chị nhá. Vùng 24, 25 vẫn là kháng cự. Đây, vùng 24, 25 đây các anh chị. Ngắn hạn kỹ thuật thì nó có thể đi ngang ở quanh vùng 23, thậm chí có thể quay lại test ở vùng 22.5. Ở POVK như vậy là POVK đã trong tuần vừa qua thì POVK chính thức là đạt được cái target mà phân tích ở đây, đó là vùng 20.7, và trong phiên thì nó đã bị gì đây các anh chị? Nó đã bị không giữ được cái vùng cao nhất và nó bị đạp rất là mạnh. Thì đây thông thường đây người ta gọi là một yếu tố bất thường, và khi gặp yếu tố bất thường này thì các anh chị đang cầm cổ phiếu bất thường thì ngay lập tức phải hành động. Còn hành động như thế nào thì tùy các anh chị. Các anh chị có thể ôm lại. Nó giống như một cái hình tượng là chúng ta đứng trên đường ray và chúng ta nhìn thấy một đoàn tàu đang phi đến và các anh chị cứ đứng yên ở đấy để cho đoàn tàu nó đâm. Còn cái hành động thứ hai là chúng ta phải nhảy ra khỏi đường ray, thì tùy các anh chị. Đó, các anh chị muốn nhảy cũng được, các anh chị muốn đứng cũng được, và cái hành động của anh chị nó sẽ đưa lại cái kết quả đằng sau đó, và anh chị có thể nhìn thấy đây. Đúng không? Kết quả đằng sau nó là gì? POVK đã bị đạp tương đối mạnh. Thì sau cái lực đạp này thì nó lại hay rồi, ấy lại nhìn thấy bình minh ở đây rồi, 16.2, 16.5 ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, và trong vùng 17. Như vậy với POVK thì sang tuần tới kỳ vọng nó sẽ trả lại cung, nếu như nhẹ nhàng thì quanh vùng 17 hoặc thậm chí có thể test lại nền đây, thì đấy sẽ là những cái điểm đây sẽ là những cái điểm gom kỹ thuật các anh chị, để chúng ta lại kỳ vọng là POVK sẽ đánh lại vùng 19, 20 ở đây đó đó, thì về đến đây tại chốt bớt tạm tạm như vậy nhé. Cổ phiếu OIL đến thời điểm này cũng đang gọi là gì ạ? Trang kỹ thuật của OIL đang tương đối đẹp. Nhìn về trang kỹ thuật mà giá dầu mà nó đang còn dư địa tăng thì chắc chắn là sẽ có thể tăng tỷ trọng mạnh OIL được, nhưng mà giá dầu nó lại gặp kháng cự mất rồi, nên là cũng 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 phân vân, nói chung là phân vân ở cái đoạn giá dầu. Còn nếu như chúng ta bỏ qua giá dầu thì trang kỹ thuật của OIL hiện tại là đang rất ok. Sau khi nó break nền, đó nó break nền 18 thì nó đã có một tuần test thành công. Như thế này là được tạm gọi là test thành công. Biên 17.7 đến biên 18 rất là ổn định với lực cầu tương đối tốt. Và với quan điểm kỹ thuật thì cũng đánh giá là POVK, xin lỗi cả nhà, OI sẽ đánh về vùng 20. Còn có break được vùng 20 hay không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Tương đối đẹp, OI tương đối đẹp. Rồi các anh chị PVC thì cũng có đánh giá ở trên nhóm ở cái góc độ kỹ thuật là kỳ vọng về vùng 18, nhưng mà nó công mãi 2 tuần nó cũng không công được vùng 18. Phiên ngày hôm nay là nó có một cái lực hồi, tuy nhiên cái lực hồi này nó chưa thuyết phục, lực cầu như thế này thì nó không thuyết phục, và đường MACD đang cắm đầu. Thông thường cổ phiếu mà khi đường MACD đang cắm đầu là một tín hiệu nó rất là xấu các anh chị nhé. Anh chị cứ để ý như vậy. Đây này. Đó, thằng Mark nó đang cắm đầu thì đây cũng như vậy. Vậy thì tuần tới nó sẽ có ở khoảng vùng 15 đến khoảng vùng 15 2. Trong trường hợp thủng 15 2 thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế, đó là cổ phiếu sẽ đi lại về vùng 14, tức là nó rũ hết sạch cái điểm break ở đây. Đó, điểm 14 chính là cái điểm break ở đây. Thì nó rũ hết sạch và sẽ đánh giá thêm. Còn đối với PVC thì cái cơ hội mà để chúng ta gom hàng để chúng ta đánh tiếp một nhịp là vẫn còn. Nói chung PVC thì không sợ. Cổ phiếu PXS, PXS sau khi mà nó đạt được cái target 13 ở đây thì nó đã có một phiên xả tương đối mạnh, và sau phiên xả đó thì phiên ngày hôm nay tiếp tục một cái đà rơi, và đà rơi này thì nó chưa hết, khả năng sẽ là 3 phiên. Như vậy thì
Theo cái tính toán của ông Lê thì PXS sẽ quay lại về vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. Đây là vùng hội tụ kỹ thuật của PXS. Tại vùng này cũng sẽ có đánh giá thêm, nhưng trên góc độ kỹ thuật là PXS còn sóng, các anh chị yên tâm, khả năng còn sóng chứ chưa thể hết sóng được. Bởi vì ngay cái điểm mà có phân tích đánh giá của nó đây là vùng 8.25 đến khoảng vùng 8.5 để đưa đưa cái target từ đây mà lên vùng 13 rồi. Rồi bây giờ đây nó chỉ là làm một cái nhịp tả cung theo quan điểm kỹ thuật cùng như vậy. Và trả cung thì nó phải đọng lại ở trên khoảng vùng 10, tức là nếu như cổ phiếu PXS mà vẫn nằm ở trên 10 thì cái xác suất để PXS bật ở bên này là rất cao, và hiện tại thì cũng vẫn đang ngắm nghía những cái đường đi kỹ thuật của PXS rất là sát. Và thường xuyên sẽ có những cái phân tích ở trên trên nhóm Zalo, còn đối với bản tin tuần thì một tuần chúng ta chỉ có một bản tin thôi. Rồi, ở nhóm P thì sẽ phân tích như vậy. Bây giờ thì sẽ điểm nhanh qua nhóm thép. Bởi vì hiện tại thì cũng thấy rằng là cái nhóm thép các anh chị vẫn đang cầm nhiều lắm, nên là chúng ta sẽ phân tích thêm. Thì đối với HPG ở đây các anh chị, và sau sau 2 3 tuần đúng không ạ, thì HPG đang đi khá là đúng cái mô phỏng của ông Lê, tức là nó long lên thì nó lên chạm, ví dụ như là đây nó chạm vùng 47 đúng không ạ, rồi nó lại nó long sau rồi nó lại đạp xuống, nó đạp xuống thì nó sẽ chạm vào đâu ạ, nó sẽ chạm vào biên 45 đến biên 44 ở đây đó, thì nó liên tục như vậy, nó liên tục như vậy. Vậy thì sau một cái quá trình đi như thế này thì cổ phiếu nó sẽ phát đi tín hiệu kỹ thuật. Thứ nhất là chúng ta nhận diện xem cầu đã vào chưa, mới được một phiên kém lắm, chưa chưa ăn thua đó đó, chúng ta phải nhận diện xem à cầu đã đánh đều ở khoảng tầm trên 25 triệu cổ phiếu một phiên chưa, đấy khi đấy thì chúng ta mới đó, nó nhiều yếu tố kỹ thuật lắm các chị, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng HPG cũng đang có những cái dấu hiệu khởi sắc hơn đó. Dấu hiệu khởi sắc có nghĩa là gì, nó không bị gãy cái vùng kỹ thuật của nó đây các anh chị nhá. Rồi thì tuần tới thì khả năng là HPG sẽ test lại ở quanh vùng 46 ở đây, nó là hợp lý, và đánh giá thêm. Ở nhóm thép thì bây giờ chúng ta mua từ từ thôi nhé, chứ đừng có hốc một phát mà hút cho nó gọi là cho chết cụ nó luôn, là mình chết chứ không cụ nó không chết đâu. Đó nên mình cứ từ từ thôi. Đấy, vùng 34 35 đối với HSG các anh chị cũng có thể thăm dò từ từ, và chúng ta phải chờ đợi cái tín hiệu có phân tích kỹ cho các anh chị, rồi phải đánh break vùng 38 với lực cầu tốt thì cái đó chúng ta mới hút mạnh được. NKG đây, ok, NKG cũng như vậy, nó có một cái biên kháng cự trên 38.7 và biên hỗ trợ kỹ thuật dưới ở vùng 35 đến vùng 36. Và chúng ta cũng hút từ từ thôi, chứ đừng có hút một nhát ăn ngay là hỏng đó các anh chị. Chúng ta thăm dò từ từ. Bởi vì sao? Bởi vì nhóm thép đã tăng quá tốt rồi. Đó các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ, đây đó, NKG cũng tăng từ khoảng cho từ 10 đi mà lên đến tận vùng 55, như vậy là cũng nhân 5 tài khoản rồi. Thì bây giờ ở cái vùng ở trên này thì họ xả kiểu gì nó chả chẳng có lãi, nên là cứ bình tĩnh thôi. Đấy, ở đây là chúng ta đang chúng ta đang đánh những cái sóng, hay nói vui với mọi người đó là sóng vơ bèo vừa tép đúng không ạ. Đấy, thường thường là cái sóng như vậy. Cổ phiếu TLH đây, biên trên của nó đây các anh chị, biên trên của nó đây 21 và biên hỗ trợ kỹ thuật của nó đây biên 19 đến biên 20 và biên trung bình là 19.5. Khả năng thì TLH vẫn còn đi ở trong những cái biên tích lũy nền đó. Cổ phiếu TVN, xem TVN nào. Rồi, TVN vẫn đang đi tích nền thôi ở vùng 15.5 đến vùng 16. Như vậy là nhóm thép hiện tại vẫn đang nằm ở trong một cái xu hướng biên tích nền, biên kỹ thuật nền các anh chị. Rồi, đối với nhóm cổ phiếu banh thì cũng sẽ điểm qua một số các banh hiện tại mình đánh giá rằng nó đang đang khá là hay. Thì đối với BIDV, lực đánh của dòng tiền ở trong tuần vừa qua là rất tốt và đã đưa BIDV tiệm cận lại vùng 45 cộng ở đây. Trên góc độ kỹ thuật, những anh chị em đang cầm BIDV, chúng ta có thể chú ý vùng hỗ trợ kỹ thuật 43. Trong trường hợp 43 mà không gãy thì các anh chị có thể ôm thêm. Gãy 43 thì chúng ta canh để chúng ta chốt bớt các anh chị. CTG là một mã banh hiện tại thì cũng đánh giá rằng trend kỹ thuật của CTG cũng đang rất là hay. Đối với CTG thì trong những cái bản tin tuần cũ thì các anh chị có thể xem ở vùng 31.5 đến vùng 32, đó là vùng mà Hồng Lê đánh giá cái góc độ hỗ trợ kỹ thuật của nó. Và ông có đánh giá cái vùng kháng cự của nó là vùng 35, thì lần thứ nhất là nó không, tuần cũ là nó không vượt qua được vùng 35, nhưng tuần này nó đang có những cái dấu hiệu chớm chớm vượt. Đó, vậy thì chớm vượt vùng 35 như này thì cũng tạm gọi là tốt, tạm gọi là tốt. Và sang tuần tới nếu như mà cổ phiếu này tích được nền
tích được nền ở trên khoảng vùng 34 năm, tức là nó không bị gãy vùng 34 năm ở đây anh chị này, thì cái cơ hội để cho công thương sẽ đánh lại vùng 37, khoảng vùng 38 là ok, anh chị có thể cầm thêm. Cổ phiếu STB hiện tại cũng đang hút được dòng tiền tương đối là tốt, và nếu như các anh chị nhìn ở đây thì đã có một cái lượng lớn dòng tiền đã gom STB khoảng từ vùng giá 31 đến khoảng vùng 32, tức là cái vùng này là cái lượng gom tương đối là lớn. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ thứ năm thứ tư thì STB đã xuất hiện một lực cầu trên 60 triệu. Đây là một cái điểm đánh break out ra khỏi vùng kháng cự tương đối dài của nó ở đây là vùng 33. Thì với tín hiệu này thì cổ phiếu ngày hôm nay chính thức nó đã lấp lại một phần rất đẹp ở đây này, vùng 34, hôm nay chỉnh cung xuống vùng 34 và sau đó kéo lên vùng 35. Thì có thể sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ có thể tiếp tục hay thể có thể tiếp tục có những cái điểm trả lại gap ở quanh vùng 34, thì các tài khoản đang cầm STB có thể gom thêm, mục tiêu có thể công lại vùng 37, vượt thoát vùng 37 thì khi đó chúng ta sẽ đánh nhà thêm cái xu hướng của STB. BBB thì có phân tích rồi, trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này chúng ta có thể tính toán ở góc độ dài hơi hơn một tí, đó là chúng ta gom ở những vùng hỗ trợ kỹ thuật thấp. Thì vùng 20, quan điểm kỹ thuật là vùng 20 được đánh giá là vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn của cổ phiếu này. Đó thì chúng ta có thể vùng 21 này, rồi biên ở đây là biên 21.5, biên 22, nói chung là tụ tắc nhà hàng. Chờ một cái dòng tiền nó đánh phải trâu vật một tí. Đó, nó đánh phải trâu vật một tí, tức là ít nhất là cũng phải ngót nghét khoảng tầm trung bình một phiên phải giao dịch phải đạt khoảng tầm trên 6 triệu cổ phiếu đó, thì khi đó mới mới ăn ai, chứ còn bây giờ mà đang cứ 2 triệu cổ phiếu như này thì nó cũng sẽ chưa 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 bứt phát được. Cổ phiếu có một mã cổ phiếu Kiên Long Bank. Kiên Long Bank hiện tại thì nhìn về chart á thì nó chart ngày thì nó hơi khá là khó chịu, nhưng trên chart tuần của em này thì đang tương đối đẹp. Và đối với Kiên Long Bank thì các anh chị có thể nhìn đánh giá nó ở trên góc độ 23 đến 24, đó là vùng hỗ trợ, cứ tạm gọi là vùng hỗ trợ của nhịp đánh này đi. Đó, và cái biên gom kỹ thuật thì có thể xem xét ở khoảng 25 đến khoảng 25.5, chúng ta có thể gom thử. Sau khi gom xong mà cổ phiếu nó đánh tiếp hoặc là cổ phiếu đúng xu hướng thì các anh chị có thể chủ động gom thêm. Và trong nhịp này thì khả năng là Ka Long Bank sẽ đánh lên khoảng vùng 30 hợp lý. Target kỹ thuật của trên trên tuần ấy, thì các Kiên Long Bank có thể đạt đạt được cái vùng này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành, đúng không? Một cái nhóm ngành mà nó đã chịu tương đối gọi là tương đối đau trong tuần vừa qua, đó là nhóm bất động sản, xây lắp và hạ tầng. Sau cái câu chuyện của Tân Hoàng Minh rút cọc thầu, nó ạ, họ nâng tầm một cái giá đất lên ở một cái giá gọi là lịch sử của Việt Nam, và đến thời điểm này thì họ xin rút lui, bảo là thôi em không làm được đâu, em đấu cho vui kiểu như thế. Rồi FLC cũng là một doanh nghiệp về bất động sản, đúng không ạ? Và anh Quyết thì anh nhỡ tay, theo mọi người nói vui là thư ký bán mất cho anh Quyết, anh ấy đánh gôn nên là không không bán được, không không bán nó, thì là nó cũng đã tạo thành một cái sóng thông tin, nó cũng đã tác động đến trực tiếp là cổ phiếu FLC, sau đó là đến nhóm cổ phiếu Penny, nhóm cổ phiếu mạnh hóa thấp, mà như vậy thì đã bị chốt tương đối mạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái nhóm đầu tiên, đó là nhóm HHV, nhóm cổ phiếu bất động sản xây lắp hạ tầng. Thì đối với HHV chuyển chuyển sàn và hình như là đang đã có giá tham chiếu của HHV khi quay trở lại sàn hốt, đó là 20 25 8, à không nhớ rõ lắm, đâu đó khoảng tầm đó, nhưng mà chắc chắn khả năng thì khi mà giao dịch ở trên sàn hốt thì giá nó sẽ đẩy lên ở khoảng vùng 273 đến 28, tức là nó cũng quanh quanh như giá mà đã đóng cửa ở đây. Rồi HAR của anh Quyết đây rồi các anh chị, thì của anh Quyết hay của ai nó cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng điều quan trọng nhất đó là hành động. Thì đối với HAR trong nhịp này chúng ta đã có một nhịp đánh của HAR từ 9 9.5, và chúng ta đã nâng được target của HAR lên 16.3, như vậy một target rất là tuyệt vời. Và đây chính là một cái phiên mà nó gọi là biến động các anh chị. HAR đạt 16.3 và trong phiên thì nó đã không giữ được ở cái nhịp cao nhất,
Và đến phiên ngày hôm sau thì HR chính thức mất mốc 15, thì đây là thời điểm mà chúng ta phải gì ạ? Phải chạy chứ, làm gì nữa. Đúng không anh chị? Đấy. Sau một cây doji, một cây xác nhận. Đây đã là đã là phải phải bắt đầu là chạy rồi đấy. Đấy, và phiên này thì chúng ta bắt buộc chúng ta chạy hết. Và các anh chị nhìn đây thì nó ép sàn, với hiện tại thì Ha đang bị ép sàn. Ép sàn này thì vùng 11 khả năng khó giữ. Ở tuần tới nó sẽ có thể ở quanh vùng 10. Quanh vùng 10 đấy các anh chị. À, ông nhìn nhầm xuống phần đấy à? Nhìn nhầm à ha là à, rồi ok, thôi không sao. Tiếp theo cổ phiếu C2. Thì chúng ta sẽ nói đến C2, đó là C2 đã hoàn thành cái vùng vùng kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 60, tức là hoàn thành cái vùng target cơ bản của C2. C2 target cơ bản nó chỉ được 60 thôi các anh chị. Và đây là một phiên địa, một phiên biến động. Đó, một phiên biến động, và đến phiên này thì sau cái phiên biến động đó, sau phiên biến động đó thì C2 vẫn tiếp tục đóng cửa được ở trên vùng 55, nhưng đến lúc mà nó cái tin kia ra một cái là coi như nó ép luôn. Thì hiện tại là C2 vẫn đang bị ép sàn và ép tương đối là mạnh, thì sang tuần tới khả năng thì nó sẽ có điểm hồi tụ kỹ thuật ở khoảng 43.5 đến khoảng vùng 45, dự kiến là có thể sẽ có lực bắt sàn ở đây. Còn điểm này mà không bắt sàn thì nó sẽ rơi về điểm bắt sàn thứ hai, đó là ở vùng 37 đến vùng 30 8 ở đây, tức là nó C2 thì khả năng nó cũng sẽ về đây, là hai cái điểm này sẽ dự là cân sàn. NBB nó NBB đấy, thì đối với NBB là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai ấy, cái lúc mà nó có biến là ra hàng ở vùng 55, sau đó phiên ngày hôm sau nó đẩy tím tái, ngồi tiếc hết cả người, nó bị cắn mất 50% tỷ trọng. Nhưng ở đây thì chúng ta nói có một cái nói vui, đó là nhân tính thì không bằng trời tính các anh chị. Và sau đó thì nó có cái thông tin đó, thông tin bị Tân Hoàng Minh như vậy thì 577 đã chính thức bị rơi, và nó cũng đang bị rơi sàn ba ba cây, đang rơi sàn. Phiên ngày hôm nay đã có một lực bắt lên nhưng mà lực bắt không đủ lớn, chính vậy nên là đối với 577 thì xu hướng cao là nó sẽ đi về khoảng vùng 13.5 đến 14.5 ở đây, nó sẽ đạp về đây, và về đến đây thì dự kiến thì nó mới có thêm những cái cung cầu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu SCS có được phân tích khuyến nghị đầu tư, và các anh chị thấy rằng là bây giờ SCS thì nó đã trở thành một cái hoa hậu đúng không? Trong lúc thị trường khó khăn nhưng mà SCS đã có một trang kỹ thuật tương đối là đẹp. Thì cái lúc mà phân tích cổ phiếu này thì mọi người cũng có bảo là nó giá nó cao như vậy rồi mà phân tích thì có bị sao, tức là có nguy hiểm không Hùng? Thì Hùng đánh giá rằng là nó có những cái yếu tố tạo lập, cổ phiếu mình cao thì mua cao mình bán cao đó. Và sau một cái thời gian mình có đánh giá những cái tạo lập rất là kỹ của cổ phiếu này, đó nó xây nền 75 này, xong đó ở vùng 77.5 này, và hiện tại thì tuần này thì nó đã chính thức break vùng 82.5. Đây là một cái trend kỹ thuật rất là quan trọng, cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng, và với xu hướng này thì nó sẽ hướng về vùng 91.5 và sau đó thì có thể kỳ vọng ở vùng 100. CT chúng ta cũng phân tích luôn. Thì trong tuần là CT suýt soát đạt được cái target kỹ thuật mà chúng ta phân tích ở đây, đó là 30 trên 30, và sau đó thì CT cũng bị chỉnh trước những cái thông tin khá là xấu của nhóm xây lắp hạ tầng bất động sản. Thì trong cái góc độ kỹ thuật ngắn hạn, CT ở khoảng vùng giá 24 đến vùng 24.5 ở đây. Tuần tới thì chúng ta phân tích thêm. Nhìn về mặt tạo lập thì cũng có thể đây sẽ là vùng hồi tụ kỹ thuật của CT, và nó tích lũy ổn định và lực cầu tiếp tục quay trở lại bên này thì sẽ phân tích thêm để chúng ta có thể gom thêm cổ phiếu CTI. LCG thì hiện tại là trèo đèo lội suối, vẫn chưa thể đạt được cái target ở vùng 28. Tuy nhiên đối với em này thì có một điểm đánh giá tương đối tích cực, đó là vùng 22. Hiện tại cổ phiếu này vẫn đang giữ được, như vậy là tạm tạm ok. Tuần tới thì khả năng là chưa bật được ngay đâu, chưa bật được đâu, nó sẽ kiểm tra lại vùng 23.5 và thậm chí nó có thể test lại vùng 22 đến vùng 22 năm ở đây. Nó sẽ có thêm 1 đến 2 cây test nữa. Đến lúc cái nhóm hạ tầng nó ổn định thì cái đó mới có thể có những tín hiệu sáng hơn. LIG trong ý đồ về mặt phân tích tạo lập đó là dự break vùng 21.5, sau đó quay lại test cung, nhưng cây nến của ngày thứ hai là nó không giữ được cái lực cầu cao nhất ở trong phiên, và chính vậy nó tụt luôn.
thì nó tụt xong rồi thì trong tuần thì cái phiên mà nó xác nhận cái dấu hiệu xấu đó là phiên giao dịch của ngày thứ ba à ngày thứ tư, khi đó cổ phiếu bị mất vùng 19.5 à 19, như vậy đấy một tín hiệu kỹ thuật rất là xấu. Và sau khi mất vùng 19 thì nó rơi về lại vùng hỗ trợ ở đây, ngày phiên ngày hôm nay thì nó chạm lại hỗ trợ 14 đến 14.8. Trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới nó sẽ nhả lại quanh vùng 15 năm. Các anh chị vào vùng 15 năm mà không trụ được thì khả năng nó sẽ đi về lại vùng biên kỹ thuật của nó đây 14 14 đến vùng 14.8 để kiểm tra cung cầu tích lũy thêm năng lượng ở đây thì chúng ta mới đánh giá được. Đó, trong trường hợp nếu như mà cái cổ phiếu này mà nó không tích được mà lại làm một cây tòng ở đây như vậy là xấu và chúng ta phải kết thúc đối với LIG. Nôm na nó là như vậy. TIG đạt được target 30 trên 30 và đang lỡ hẹn target 32 chưa đạt được. 32 chưa đạt được. Trong tuần thì TG cũng bị chỉnh giảm tương đối mạnh theo thị trường. Hỗ trợ kỹ thuật của nó đây ở vùng 24, nhìn về xu hướng này thì cổ phiếu nó cũng sẽ chưa thể bật ngay được đâu. Đường MACD đang cắm đầu này và sau đó đường MACD nó phải uốn lượn nhẹ nhàng ở đây rồi sau đó nó mới bắt đầu nó lượn lên, thì cái đó thì cổ phiếu đồng thời với trên này thì nó cũng sẽ bắt đầu chuyển chuyển mình ở trên này. Đó, vậy thì tuần tới xu hướng vùng 24 tiếp tục tích lũy thêm. ITC cũng như vậy, ITC là cái kháng cự 26 này thì đương nhiên rồi, ai cũng hiểu. Và trong một cái nhịp phân tích trước đây thì cũng đang dự đưa cái target này lên vùng 28, nhưng mà tuần này này, cái tuần này nó cũng chỉ đi được vùng 27.4 thôi. Nó chưa được 28 và nó đang bị chỉnh giảm ở đây. Tuần tuần vừa qua nó công lại vùng 26 đây và chính thức bị mất vùng 24.5. Đây là cái dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta đang cầm thì chúng ta cần phải hành động, đúng các anh chị. Đó, mất hỗ trợ ở đây rồi thì phải phải hành động thôi. Thì ngắn hạn đây thì nó đang đi về lại ở đây đó là vùng bao nhiêu, 19.5, vùng 20. Tuần tới thì chúng ta sẽ làm việc với cổ phiếu này ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật này. LDG hiện tại cũng đang bị xem nào, LDG đạt được đến target bao nhiêu rồi. LDG đạt được mức target đỉnh cao nhất của nó là vùng 28.5 ở đây. Tuần này thì LDG cũng đang bị ép sàn, cái cách đánh là sốc lên xong lại xả sàn, sốc lên xong xả sàn như này chưa ổn. Như vậy thì LDG sẽ bị ép về khoảng quanh vùng 20. Thủng vùng 20 thì phải tính toán vùng 7.5 đến vùng 18. Cổ phiếu DIG chả thấy A7 đâu lên tiếng, đúng không ạ? Mọi người trước đây thì cứ tung hô A7 muôn năm đó, hoặc là khi cổ phiếu anh Quyết tăng thì cứ hô muôn năm. Đến lúc không may đu phải đỉnh thì chửi không ra cái gì. Đấy, đấy là một cái tâm lý chiến nó không đúng, không đúng anh chị. A7 không làm được nên một cái trend lịch sử này đâu. Đó. Mà cái gì ạ? Mà nó do cung cầu, và cái thứ hai nữa là ở trong cái thời gian vừa qua thì những cái thông tin về đồn đoán về cái đất của quỹ đất của DG nó rất là tốt. Chính vậy nên là cái lượng dòng tiền đầu cơ cũng có thể gọi là như vậy. Đó, họ họ tập trung để họ đánh cái cổ phiếu này, họ mua cái cổ phiếu này, thì chính vậy nên là nâng được cái trend kỹ thuật target của nó lên 120. Và nếu như mà xét về target cơ bản á thì của DG có thể lên đến vùng 140, 150. Thì hiện tại là Hùng có nói với các anh chị rồi, chúng ta cứ từ từ. Đấy, cái target 140, 150 đó là target ở trên giấy, nó chưa có đâu. Mà chúng ta phải phân tích cái target kỹ thuật thế này, là cái target thực tế này, mà chúng ta đang phải chứng kiến hàng ngày này, chúng ta cày cuốc hàng ngày này. Thì cái target kỹ thuật nó lên 120 đây, tuần vừa qua nó không bươn được nữa, là nó chỉnh. Thì có một cái điểm đáng lưu tâm đó là nó chỉnh nhưng nó bị thủng mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 105. Khi 105 thủng á, thì nó sẽ đi vào đây, 93, 96, nó sẽ tích lũy thêm. Nhìn về mặt kỹ thuật hôm nay DG có lực bắt nhưng mà cái lực cầu trong phiên giữ không đủ lớn. Chính vì vậy nên là biên 93 đến biên 96 sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp thủng 93 thì xác suất cao nó sẽ ở 75 đến vùng 80. Đó, cái câu chuyện là như vậy. Cổ phiếu mà cứ tích lũy mà bị sọt thủng ở đây thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Như vậy là Nam Long trong tuần thì cũng đã không thể công nổi cái vùng kháng cự đây là vùng 56, kháng cự đây các anh chị. Và nó mất vùng 63.5 thì đấy là cái gì ạ? Đấy là phải chạy thôi. Đấy. Đúng không ạ? Tín hiệu xác nhận này, nó bươn mãi hôm qua và bắt đầu nó bị đạp mạnh xuống chạy. Chạy đến đây thì đứng lại mà nhìn, đừng có chạy nữa.
Đó, mọi người sẽ thông thường mọi người ở đây mọi người sẽ không chạy, nhưng mà bắt đầu đến đoạn này mới bán này. Đó, bán xong cái cổ phiếu nó hồi hồi xong á thì lại tiếc, bắt đầu đến cái đoạn 59 đến 60 này lại mua này. Đó, thông thường là như vậy. Đó, thông thường là bảo ô thế chết cha rồi, bán mất hàng rồi. Thế cái đoạn 59 này nó hồi lên lại mua. Mua xong xong nó lại giã tiếp cho một nhát nữa xuống đến khoảng vùng bao nhiêu đấy ạ? Nó giã tiếp cho phát vùng 50 51, thế là thôi. Hai vòng cụt luôn cả vốn. Đó, vậy thì cái tâm lý cái tâm lý của mọi người nó không tách bạch ra được cái điểm nào là cái điểm kháng cự và cái điểm nào là điểm hỗ trợ kỹ thuật. Đó thì nó sẽ rất là khó đánh. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta tách biệt ra được cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rồi thì chúng ta lại rất là yên tâm. Thì đối với Nam Long sang tuần tới, Nam Long sẽ có thể quay trở lại kiểm tra cung cầu ở quanh vùng 54, thì ở đây sẽ là những cái điểm mà các anh chị em có thể bắt đầu góp nhặt lại từ từ. Nó thăm dò từ từ, bởi vì cũng có thể là nó quay lại nó test cung thì nó vẫn có những cái cây doji đấy, nó thẳng râu xuống như này, thì chúng ta có thể gom đặt đặt chờ trong phiên đó các chị. Thì đâu đó là chúng ta bắt được những cái giá rất là hời, rất là sâu, và sau đó thì kết phiên thì cổ phiếu lại kéo lên, như vậy chúng ta trong tay không thì chúng ta đã lãi rồi. Thì cái cách là như vậy. L18 đó, nhân tính không bằng trời tính đúng không anh chị, rụng ở 72.5 ngồi tiếc hùi hụi, nhưng mà sau đó thì nó cũng trả lại. Tất nhiên là không ai biết được, không ai biết được cái chuyện này. Đó. Chỉ có điều là khi đã bán 72.5 rồi, nhìn nó lên thế này thì bắt đầu phân tích lại một cái nhịp chỉnh cung để mà cân lại thôi, bởi vì mình sai thì mình sửa sai. Nhưng không nghĩ là nó bị đạp sâu như này. Đương nhiên cái sự kiện đó, sự kiện Tân Hoàng Minh thì không gì là không không có thể xảy ra. Nhưng đến bây giờ rồi, vùng 58 đến 60 lại ngon rồi các anh chị. Ở vùng này bắt lại một tí, một vị tí ở đây này, thậm chí là có thể thòng thêm vùng 51.6, bởi vì cổ phiếu nó về hỗ trợ rồi thì chúng ta lại bắt. Đó, về kháng cự thì chúng ta có thể bán bớt. Về mặt tư duy như vậy là đúng. Đạt Phương ở trong tuần thì kỳ vọng hồi lên vùng 90, nhưng mà nó cũng bị cái sự kiện đó và nó bị dội lại luôn. Thì Đạt Phương các anh chị lưu ý giúp Hùng, đó là vùng 67.5 đến vùng 70. Ở trong trường hợp nếu như nó mất 67.5 là xấu anh chị nhé. Như vậy đấy là dấu hiệu kết thúc của một cái sóng tăng của Đạt Phương. HBC trong tuần nó công kháng cự vùng 35. Thực ra về mặt lý thuyết là target 35 là đạt rồi đấy các anh chị nhé. Target là đạt rồi. Và nó chỉnh chỉnh thì trong phiên ngày hôm nay đã có một lực cầu bắt tương đối là mạnh, hình như là cổ phiếu CE cuối phiên hay sao nhỉ? Đúng rồi, khả năng như vậy. Lực bắt tương đối mạnh và nó có một cây nến xanh, cái điểm kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 29.5 đến vùng 30 đã được công lại trên cây nến tuần. Thì khi mà nó công lại như vậy thì trên góc độ kỹ thuật thì khả năng nó sẽ trả cung, nó sẽ trả cung. Trả cung thì nó test lại cái mút 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 ở dưới này này, cái mút của cái cây nến này này. Đó. Khả năng là vùng 29 anh chị, 29. Và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu HBC ở vùng 26 đến khoảng vùng 27 đây. Đây sẽ là những cái vùng tín hiệu kỹ thuật tạo nền. Tuần tới sẽ trả cung ở quanh vùng 29. Đánh giá thêm. Sell như vậy là sell trong tuần nó cũng đạt được cái target 100 nhưng mà nó không break 100 để đi tiếp được, và sell cũng đã bị ép chỉnh. Thì trên góc độ kỹ thuật là sell chỉnh như này, và phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái tín hiệu tương đối tích cực khi đã có một cái lực cầu bắt ở đây, tức là đây các anh chị này, đây là hỗ trợ này. Tức là sell gặp lại vùng hỗ trợ 65 thì đã có lực cầu bắt, nó giống như kiểu con C2 vùng vừa phân tích ấy, thì chạm với vùng hỗ trợ dự kiến là sẽ có lực cầu cân trở lại. Thì sell là ngày hôm nay là vùng 65 thì đã cân trở lại. Trong trường hợp tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm những cái yếu tố kỹ thuật của sell quanh cái máng này, tức là vùng 65 đến khoảng vùng 67. Lực cầu không chọc thủng vùng 65 thì nó sẽ có một cái lực hồi phục kỹ thuật ở đây. Đó, và lực hồi phục này thì phải từ từ mới đánh giá được, chứ bây giờ thì nói chung là phiên ngày hôm nay là phiên nháp, và sau cái phiên nháp này thì nó sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật nó sát hơn để chúng ta có thể nhận định được. S99 ở đây có vùng kháng cự vùng 26 trong tuần thì cũng bị gọi là bị xoạc đi, bị xoạc theo cái nhóm của xây lắp. Thì chạm về đây đó là vùng 20, vùng 20 đến khoảng vùng 20.5. Phiên ngày hôm nay có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì lực cầu nó khá là thấp, chính vậy nên là cái mức độ mà để đánh giá cái tính xác thực của nó là chưa đạt. Chính vì xác thực của nó chưa đạt nên cái xu hướng là ít nhất là ông sẽ quay lại về nền 21 ở đây. Đó, khỏe thì nền 21 hoặc 21.5.
À quên, xin lỗi cả nhà, 20.5. 20.5 đến 21 ở đây chính là nó phải trả lại một cái nhịp cung ở đây, rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm. Cô Tích Công hiện tại cũng đẹp. Nhìn chung thì trong những tuần binh biến, cô Tích Công vẫn giữ được vùng 103 đến 103.5 đến vùng 105. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của cô Tích Công. Để xác nhận cô Tích Công sẽ đánh lên khoảng 120. Trong trường hợp nếu như cô Tích Công có thể chỉnh lại vùng 100 các anh chị nhé, thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở đây. Theo ông nghĩ thì cô Tích Công sẽ chỉnh về 100 xong đó hồi lên. Tức là nó hình thành một cái nhịp sóng đẩy này, sau đó một nhịp sóng với chỉnh cung này, và sau đó thì một lực sóng đẩy tiếp theo. Thì đây cũng là cái mô hình mà cổ phiếu gặp trend kỹ thuật trung hạn thường hay đi như vậy. Cổ phiếu KDH đến thời điểm này như vậy là nó bị lỡ hẹn target 60 ở đây chưa đạt được, và nó đạt được cái target 57 và nó chỉnh. Thì trong cái nhịp chỉnh thì có phân tích một cái nền hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng của nó ở đây là vùng 50 đến vùng 51. Trong tuần vừa qua thì nó đã có một cây nến rút chân lên từ vùng hỗ trợ này, và nó đang có hai cây nến lấp gáp, và lấp như này thì được đánh giá là đẹp. Tuần tới trong trường hợp nếu như KDH mà nó không thủng vùng 52 là ok, nhìn về thế trận ok, các anh chị có thể cầm thêm. KDH thì hiện tại cứ cầm thêm được. Có thể vùng hỗ trợ thấp này ở dưới này các anh chị mua, và có thể lên đến vùng 57 ở trên này thì chúng ta chốt bớt, tức là chúng ta đánh ở trong một cái trend ngắn tí tẹo như vậy đó. Rồi, nhóm ngành cao su sẽ tiếp tục phân tích một cái nhóm ngành rất quan trọng, đó là nhóm ngành cao su. Thì chúng ta có PHR. Góc độ kỹ thuật thì đây này, PHR đang đi tương đối khá là nhịp nhàng, và nó đúng những cái ý đồ như nào nhỉ, về mặt hay Hùng hay nói đó là những ý đồ mà mình phân tích ấy, nó đang khá là đúng. Thì vì sao nó lại đúng đúng anh chị? Các anh chị có thể xem lại cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của nó đây, 70 đến 71. Chúng ta phân tích một cái sóng bật lên ở đây, và như vậy thì trong tuần thì PHR đã đạt được cái mức đỉnh cao, đó là mức 85, và sau đó nó chỉnh, sau khi nó chỉnh cung thì nó quay lại vùng 75 ở đây tương đối đẹp, và cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó 75 đến 76.5. PHR mà cứ tích lũy ổn định ở trên vùng này thì cái xác suất cao là PHR sẽ đánh lại vùng 85 và sau đó có thể tiệm cận lại target 90 là còn, và PHR thì tương đối là ok. Rồi, em GVR đây. GVR ở đây thì nó hình thành một cái vùng 39-40 ở đây, đó là vùng kháng cự đây các anh chị này. Rồi, và nó hình thành một cái vùng hỗ trợ tương đối dài của nó ở đây, 34.5, và trên biên đó một tí là vùng 35-35.5. Nôm na là gì? Ở cái vùng này bắt đầu thăm dò được. Đó, bắt đầu thăm dò được. Đó, rồi sau đó thì cung cầu ổn định, lực cầu có những phiên nó đánh như này chẳng hạn, tức là nó đánh khoảng tầm 6 triệu. Đó thì chúng ta sẽ mở mua thêm cổ phiếu ở trong những cái phiên như này, và chờ những cái vùng kháng cự trên này chúng ta chốt bớt, chứ đừng có lên đến những cái vùng mà nó gặp những cái cây doji như này mà cứ cắm đầu cắm cổ mua. Đó, cây doji sau một nhịp tăng mà xuất hiện những cây doji như này thì chứng tỏ cái gì các anh chị? Chứng tỏ là cung cầu bắt đầu lung lay. Đó, rồi cái thêm nữa là cái lực cầu nó không còn giữ được phong độ nữa, giống như kiểu ông đang chạy băng băng bỗng dưng ông chững lại bị thằng khác nó đạp tụt phát xuống lùi sau mấy bước. Đó, vậy thì như vậy là sức ông yếu rồi. Mà sức ông yếu rồi thì mua làm cái gì nữa? Tao phải mua cái con nào mà nó đang khỏe như thanh niên chạy băng băng. Đó, cái đoạn này này. Đó, đoạn này là đoạn thanh niên này. Đấy, thanh niên nó băng băng này. Đoạn này bắt đầu đến ông già rồi. Đó, đang phong độ cao nhất xong ông tụt hẫm xuống, chứng tỏ ông có vấn đề. Đấy, hoặc đây, ví dụ như vậy. Hoặc là đây, những cái doji. Thì mọi người phải phân biệt được cái đâu là điểm kháng cự, đâu là điểm hỗ trợ thì cái xác suất thắng ở trên thị trường chứng khoán nó cũng đã rất là cao rồi. Đó, mọi người chỉ cần phân biệt như vậy thôi. Cổ phiếu DRI kháng cự đây 18-19 các anh chị, không bươn được, và tuần này nó đang có 3 cây như thế này là có vấn đề. Và thậm chí cây ngày hôm nay nó đã chọc thủng vùng 15. Tất nhiên nó kéo lên như này nhưng lực kéo này không thuyết phục. Chắc chắn là nhìn về mặt như thế này thì nó sẽ trả lại vùng 15. Nó sẽ kiểm tra lại cung cầu tuần tới đấy, các anh chị cứ tin Hùng đi. Đó, ví dụ như vậy. Và khi mà nó trả lại đây thì phải đánh giá thêm cái ý đồ của nó ở đây, liệu rằng nó trả xong nó có tích lũy thành công hay không để đi tiếp hay không. Nếu trong trường hợp nếu thủng 15, cắt, hành động. Rồi, cổ phiếu VHG hay rồi. VHG hôm nay bắt sàn, bắt thực ra là bắt mấy cây sàn, hôm qua bắt sàn
hôm nay bắt sàn. Bởi vì VHG hôm nay thì có một cái điểm hội tụ kỹ thuật tương đối đẹp. Thứ nhất nó là vùng 10, cái thứ hai nữa là nó chạm cái nón ở đây này, 9 đến vùng 9.3. Hôm nay là 9.4. Như vậy là nó đây này, cái điểm này mình gióng sang như vậy là rất là ok. Và hiện tại thì cũng đã hướng các anh chị là cân VHG trong phiên ngày hôm nay. Như vậy đấy là một cái điểm cân tương đối đẹp. Và VHG thì nó các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại đây này. Chúng ta sẽ nhìn lại cái lịch sử tạo lập của VHG. Đây các anh chị. Thì VHG nó vào một cái sóng trâu điên thì nó sẽ có những nhịp rũ rất điên. Đó, nhịp rũ này nó rũ từ vùng 12 mà xuống đến tận vùng 6 các anh chị. Mất 4.000 trên một cổ phiếu. Rồi sau đó nó lại quay lại hung hãn, nó kéo từ vùng 6 lên tận vùng 12. Rồi sau đó lại đạp phát từ vùng 12 tịt xuống 6 luôn. Đó, vậy là mình hiểu được cái cách đi của cổ phiếu tạo lập để mình nhận diện ra cái thời điểm nào là thời điểm mà cổ phiếu gặp binh biến. Binh biến, các anh chị cứ nhớ một cái đó. Vậy thì mình đã nghiên cứu rất kỹ và rất sâu những ý đồ tạo lập trong quá khứ của VHG, thì trong tương lai những cái ý đồ tạo lập đó nó cũng sẽ lặp lại. Tức là gì? Tức là VHG nhịp này nó đạt được target 14 rồi, rất là cao rồi. Nhưng theo như cái góc nhìn Hùng á, thì VHG nó không phải là target 14. Nếu như trong theo cái quan điểm kỹ thuật cùng nhá các anh chị, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, thì VHG sau nhịp rũ này á thì nó sẽ hung hãn hơn xưa, nó sẽ kéo break vùng 14 và có thể nhịp này nó sẽ kéo lên vùng 18. Xong vùng 18 nó đạp một nhát bõm xuống vùng 8, ví dụ như vậy, rồi nó mới bắt đầu hình thành một cái nhịp sóng tăng tiếp. Thì đấy là những cái ý đồ tạo lập. Và tất cả những anh chị em mà ham vui ấy, không hiểu được cái điểm nào thì chúng ta cần phải vào mạnh vào ấy, còn lên những cái vùng trên này rồi là chúng ta dạo chơi thôi. Khi nào cổ phiếu binh biến là chúng ta chốt. Mà những anh chị mà ham chơi mà lên đến trên này vẫn còn đu tiếp thì đấy là chúng ta sẽ chịu thất bại. Đó. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy đây đấy, và thậm chí trong nhịp này cũng đang tính, khi mà ông hướng anh chị ấy, thì ông bảo là nhịp 10 này rồi có thể chấp nhận ở vùng 9 đến vùng 9.3, thậm chí là trong nhịp này VHG có thể ép về vùng, nó ép về vùng sâu ở dưới này này. Đó, vậy thì khi cân là chúng ta cần phải có những cái phân bổ lực rất là hợp lý để chúng ta vừa cân chúng ta vừa đánh giá. Nhưng ở đây nó đang có một cái tín hiệu này là đẹp rồi. Vậy thì đẹp rồi thì tuần tới khả năng nó sẽ cũng phải quay lại 10. Đó, tuần tới nó sẽ tiêu lại 10 đây. Rồi chúng ta đánh giá thêm cái điểm này. Đó, rồi sau đó thì chúng ta mới cân hàng. Nhưng có một cái ưu điểm là phiên này có 17 triệu cổ phiếu được cân là tốt rồi. Đó. Vậy thì không phải khi nào chúng ta cũng nhắm mắt nhắm mũi chúng ta cân đâu. Ví dụ như sàn, ok, ngày hôm qua cũng có bắt sàn nhưng mà bắt vui vui thôi. Làm 1.000 cổ phiếu thì nó khác. Chứ làm khoảng 20.000 cổ phiếu là hôm nay là bắt đầu nó tán cái phát nữa là ngẩn người rồi. Đó, nhưng mà làm 1.000 cổ phiếu hôm nay lại làm tiếp vài nghìn nữa, ví dụ thế. Đó, thì cứ túc tắc như vậy thôi các anh chị. Và đến lúc nào mà chúng ta nhận diện thấy một cái điểm tích lũy đủ an toàn. Đấy các anh chị này, ở trong cái nhịp mà phân tích lên đó, đấy nhịp này cũng cân được tương đối là tốt VHG trong nhịp chỉnh cung này này. Đó, chúng ta có 10.000 thì chúng ta cân thêm 10.000 ở đây nữa và lên đến tầm vùng này 14. Phiên này mà không chốt thì mới là lạ. Đấy, nó binh biến như này các anh chị, quanh vùng 14 xong đó nó bị bung cái lực cầu ở quanh vùng 14, 14 1 thì chúng ta phải chốt, chứ không chốt thì làm cái gì nữa. Đó, chúng ta phải giữ lại ngay. Rồi. Sang cái nhóm penny, nhóm này hay đấy. Rồi sang nhóm penny, phân tích nhóm penny KSQ. Thì KSQ cũng có cảnh báo cho các anh chị đây, vùng 10, vùng 10.5. Đây sẽ là những vùng mà có hàng canh chốt. Đó, đơn giản như vậy thôi. Lạ thật, kỳ lạ, lên đến đây vẫn có những người mua tí tăm. Mua không biết đường về. Không hiểu là sao như vậy, đúng không ạ? Đấy. Phân tích rồi. Kháng cự này nhìn thế này mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mua. Kỳ lạ. Không hiểu. Đó, về đến vùng này này, đó, về đến vùng này bắt đầu mới bán đấy này. Đó, mua ở vùng này nhưng mà sẽ bắt đầu bán ở vùng này bởi hoảng mà. Nó ép cho đến lúc là hoảng. Thì đối với KSQ, vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị nắm được 7.7 đến vùng 8. Với lực ép này thì khả năng KSQ nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu. Và tuần tới sẽ là những cái biên kỹ thuật mà chúng ta sẽ canh để chúng ta phân tích thêm ở quanh vùng 7.3, 7.4 ở đây. Cổ phiếu PVL thì PVL trong một cái nhịp tích lũy tạo lập của nó quanh vùng 15-16 thì cũng đã có phân tích cho các anh chị lên được đến vùng 20.
Và về đến vùng này thì chúng ta phải chốt bớt đi chứ còn làm cái gì nữa các anh chị. Đây là những cái phiên binh biến, tức là nó không đủ cái lực. Đây này, các anh chị, nó không đủ cái lực để nó công vùng 20 cộng. Vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta phải chốt bớt hàng. Đó, rồi sau đó thì ví dụ như phiên này là một phiên khá là xấu. Còn đương nhiên đến phiên này thì nó xấu hẳn rồi, chứ không phải là xấu nữa. Thì đến thời điểm hiện tại, chúng ta lại đánh giá lại ở vùng 14, không còn cách nào cả. Thì đối với PVL, các anh chị lưu ý này, sóng xe chỉnh có hình thành ở đây hay không thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái mức độ giao dịch tuần tới của PVL. Trong trường hợp nó thủng vùng 14 và nó có một cây nến xác nhận thì sóng xe chỉnh sẽ hình thành, và khi sóng xe chỉnh hình thành thì nó sẽ chỉnh xuống thế này các anh chị nhá. Đấy, ít ít đấy là sâu đấy, không không nhẹ đâu, bởi vì sóng xe chỉnh mà hình thành là nó sẽ đạp, khả năng sẽ đạp thủng dưới 10 đấy. Đó, sẽ phải hứng hứng ở dưới này đấy. Đó, ha của anh Quyết vừa nói rồi đúng anh chị. Đó, chúng ta phải nhận diện được cái vùng nguy hiểm. Đó, nó có những cái tín hiệu kỹ thuật nguy hiểm. Còn đối với ha thì theo quan điểm là cũng sẽ dự báo về 10 hoặc là xa hơn sẽ ở vùng 9 đến 9.5, lúc đó mới có lực cầu bắt trở lại. AMD AMD trong tuần thì AMD cũng suýt soát đạt 11, và sau khi nó cán 11 đây các anh chị này, đây là một cái phiên mà nó thể hiện cái gì ạ? Lực cầu bị suy yếu, giá cổ phiếu bắt đầu có biến động mạnh, thì đây là những phiên mà chúng ta, và thứ hai nó đang ở vùng kháng cự. Tại sao chúng ta không chạy? Chạy hùng chạy nhanh lắm, nhìn thế này là phải chạy rồi. Đến tiếp theo đến phiên nữa đúng không ạ? Đó, nó sàn này, xong đó nó hồi lên được trên 10 cộng này mà không ra hàng mà để sau đó thì thôi đó, và đến sau thì nó mất thanh khoản thì chịu rồi. Tức là đến cái phiên mất thanh khoản thì Hùng không nói, tức là đến đấy là Thánh nói chứ không phải Hùng nói đúng không? Mất thanh khoản thì chịu rồi, làm sao mà hành động được nữa? Hành động kiểu gì? Đặt bán mà không bán được thì hành động cái gì? Đó, tại sao những cái phiên binh biến này chúng ta không hành động đi mà chúng ta lại cứ chần chừ, ôi mất lãi, lỡ may bán xong cổ phiếu nó tăng. Ví dụ như vậy, đấy đấy là những cái tâm lý níu kéo. Các anh chị phải thoát được cái đó thì mới mới đánh chứng khoán được, chứ còn cứ níu kéo là khó đánh lắm. Ở hiện tại thì AMD vẫn đang bị ép sàn, và với một lực ép như vậy thì không ai biết là nó ép đến bao giờ, nhưng ở trên góc độ kỹ thuật thì có thể dự báo về quanh vùng 7.7 là sẽ có lực ăn sàn quay trở lại. Đấy, khoảng vùng này. Tức là sẽ ép một cây nữa thì khả năng sẽ có lực ăn sàn quay trở lại đây. Còn nếu như ở vùng 7.7 mà không có lực ăn sàn thì chắc chắn là sẽ phải xuống vùng 7 hoặc thậm chí là vùng 6.5 rồi. Đấy. Thì chú ý, tức là hiện tại là Hùng không thể phân tích được, bởi vì đang không có thanh khoản như thế này thì không không phân tích được các anh chị. Và chờ anh Quyết thôi. Đấy. Khi nào mà anh Quyết anh bảo, ơi các bác cổ đông ơi, em biết lỗi rồi, đấy, các bác mua cổ phiếu của em đi, đấy, thế là lúc đấy mọi người mới mua, chưa 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 nói là chưa mua. Rồi đối với cổ phiếu KHH phiên ngày hôm nay thì nó cũng có những cái tác động nhất định về mặt nhóm penny. Ngày hôm nay nó không có hàng ra, nó cũng bị ép ở đây. Đó, vậy thì không sao cả, sẽ chờ tiếp ở vùng 4 đến 4.5 và sẽ tiếp tục gọi là gì các anh chị, đánh kho T0 ở đây, về đến đây mua cổ phiếu hồi lên, T0 bán, T1 bán. Đó, rồi CDO, mã cổ phiếu thứ ba trong tứ trụ đúng không? Hay nói vui mọi người như vậy. Rồi CDO thì trong tuần thì CDO cũng bị hai cây doji ở đây, nó lên nhưng mà cung cầu nó không 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 vượt thoát được, và đây là cái cây mà kết liễu, tức là nó bị mất vùng 9, đấy là một cái tín hiệu khá là nguy hiểm. Sau những cái lực cầu không đạt và cổ phiếu quay trở lại giảm giá thì đấy là những phiên phải chạy, không cần biết như thế nào chạy đã. Bởi vì sao? Bởi vì CDO chúng ta có những cái vùng giá thấp mà, chứ không phải cao đâu. Chúng ta chạy ở vùng đấy chúng ta vẫn có lãi mà các anh chị. Tại sao chúng ta không giữ lãi? Thì đối với CDO vùng 6.6 đến vùng 7 đây này sẽ là vùng hồi tụ kỹ thuật, thì phiên ngày thứ hai sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp thủng 6.6 thì cũng phải cân nhắc thêm ở khoảng vùng giá 5.6. Cổ phiếu FIT FID FID thì trong tuần nó cũng chính thức, nếu mà để nó gọi là target, chúng ta phân tích ở đây là đạt được target 10.3 và đang hình thành cái target 12, nhưng mà nó không đạt. Bởi vì nó bị chốt mạnh như này thì làm sao nó đạt được đúng không các chị? Nó bị gãy vùng 9.5 rồi thì làm sao mà nâng lên 12 được đúng không? Gãy 9.5 thì nó lại quay lại tích lũy nền. Ở góc độ kỹ thuật thì tuần tới chúng ta sẽ làm việc với FIT ở quanh vùng 7, biên 7.4 đến 7.75, đấy sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật.
Rồi cổ phiếu JVC, JVC các anh chị đã chốt, có chốt được lãi không ạ? Có chứ, Hùng giữ được đây phiên này Hùng giữ lãi này. Hùng có phân tích luôn cho các anh chị ở trong phiên luôn, vùng 11.8 với vùng 12 bán hay là giữ? Giữ lãi hay là chấp nhận mất lãi thì nó nằm ở đây, bởi vì khi cổ phiếu nó có một phiên đánh lên chạm 13, sau đó nó cái phiên liền sau đó nó không có động lực nữa. Đấy, nó không không có động lực nữa và nó có cái xu hướng là nó bị gãy vùng 12 ở đây, thì đấy là gì? Đấy là hành động, phải hành động. Còn hành động như thế nào thì tùy từng cái tài khoản, và đấy phải hành động. Rồi, và đến đoạn hành động xong rồi thì bây giờ đoạn này lại bắt đầu tiếp tục hành động, bắt đầu bắt sàn, cận sàn. Và đối với JVC ở vùng 9.3, ở tuần tới thì cũng sẽ làm việc ở quanh vùng 9.7 đến 10. Và vùng có thể vùng 9.3 đến vùng 9 đây, nôm na ở đây rồi, đáy khả năng ở vùng này bắt là khả năng sẽ có ăn. Nhưng mà lên cái vùng này mà vẫn cứ vào 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 là thôi hỏng rồi. Đó. Nhưng vùng này là vào 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 lại ngon này. Đó. Nhưng mà đa phần là mọi người mua ở đây và mọi người sẽ bán ở đây. Ngày xưa Hùng cũng như vậy, bởi vì khi đó mình chưa 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 phân biệt được cái mạch lạc của vấn đề. Đối với HSL, HSL thì trong cái phân tích kỹ thuật là dự báo là HSL sẽ quay lại test vùng 11.5, nhưng những vùng test này là nó đang bị thất bại. Đây là những vùng test thất bại. Và khi những cái vùng test này thất bại thì target mà chúng ta nâng lên vùng 14 là chưa đạt. Chắc chắn là như vậy rồi, và chúng ta lại phải quay lại cái xu hướng kiểm đa nền. Thì đối với HSL nó sẽ quay lại khoảng vùng quanh 10, thậm chí là HSL có thể trả lại hết về nền đó. Nếu mà nhịp này mà không cẩn thận là trả lại hết về nền. Thì nền của nó ở đây này, nền của nó ở đây quanh 9. Nói chung là đánh giá ở vùng 10 đã. Xong ở vùng 10 như thế nào đó thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp, nếu có trường hợp thì nó có thể trả cung sâu hơn vùng 9. Ở HQC các anh chị có chốt lãi được không ạ? Có chứ, tại sao không? Phiên này là một phiên binh biến đúng luôn, phiên ngày mùng 10 ở phiên đầu tuần là coi như HQC ông chạy này, VHG chạy này, đó. Vì sao? Bởi vì nó biến động như vậy mà không chạy thì chết dở. Ở phiên ngày hôm sau, đây cũng là một phiên mà các anh chị có thể nhìn thấy đây, được cầu đẩy lên. Đó, và không giữ được và bắt đầu tụt 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 tham. Và cái mấu chốt vấn đề là HQC mất 10. HQC mất 10 là phải hành động. Còn hành động xong đúng hay sai kệ nó, các anh chị đừng có níu kéo. Thì đối với HQC ngày hôm nay thì cũng đã có một phân tích rất hay, khi đó cổ phiếu HQC chất sàn 20 triệu và phân tích luôn cho anh chị. Cứ để 20 triệu nó ăn sàn đi, nó ăn chỉ còn khoảng 1 triệu nữa chúng ta mua, bởi vì là 19 triệu nó cân thì chắc là cái thằng nào tay to nó mới dám cân 19 triệu. Nó nhỏ lẻ làm sao dám cân 19 triệu sàn, đúng không? Vậy thì cái thằng tay to nó đi trước rồi, mình đi theo sau nó, mình lượm nhặt ít thôi. Chứ không phải là cứ chất 20 triệu sàn thế là mình cũng cứ vào mình mua. Mình là nhỏ lẻ các anh chị, mình làm sao mà mình đủ sức để mình cân cả một cái, mình tạo lập được một cái chiều đi của cổ phiếu đó, mà mình phải xem những cái thằng trước á. Nó đi nó ăn chưa? Ăn rồi gì chú cho anh ăn thêm một tí. Chú ăn cái khúc cục to đi kia, còn ví dụ trong 20 triệu sàn đó anh chỉ ăn khoảng 10.000 thôi, vui vui theo chú một tí, ok được chưa? Thì đối với HQC tuần tới chúng ta sẽ làm việc với nó quanh vùng 8 và thậm chí có thể quay lại vùng 7.45 đến vùng 7.7, và ít nhất là ngày hôm nay HQC đã có 38 triệu ăn giá khớp 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 lệnh ngày hôm nay, và ít nhất là có khoảng trên, nếu như theo như Hùng nhận định, có khoảng tầm 23 đến 24 triệu ăn sàn. Đó là một lực ăn tương đối được. Đó. Tất nhiên có thể sai, anh chị không phải đúng đâu, nhưng mà ít nhất là chúng ta có cơ sở, đúng không ạ? Cái thằng to nó đi trước nó ăn thì mình đi theo. Rồi HRS cũng tương tự như vậy. Trong tuần vừa qua HRS đạt vùng 13. Sau đó thì nó chỉnh cung, thì về mặt lý thuyết là ông chỉnh là ông không được gãy vùng 11.7, nhưng mà ông bị mất vùng 11.7 là có vấn đề rồi, và sau đó thì nó bị đạp. Đạp xong rồi thì đây hỗ trợ, đây các anh chị hỗ trợ HHS 9.7 đến 10.2. Hôm nay nó đạp đúng hỗ trợ, nó kéo lên. Thậm chí là nhịp này HHS chúng ta có thể quan sát thêm ở vùng 9. Đó, vậy thì khi nó chỉnh cung rồi á thì nó kéo lên rồi á, chưa chạy được đâu. Chưa chạy được. Nó sẽ quay lại vùng 10.2. Nó sẽ quay lại vùng 10.2, nó tích lũy thêm cung cầu năng lượng và thậm chí có thể có vùng 9. Đó, vậy thì chúng ta bắt từ từ. Ví dụ trong phiên ngày hôm nay chúng ta bắt được này. Cổ phiếu đang nằm sàn, ăn hết sàn. Thì đấy là dấu hiệu mà chúng ta bắt thêm cổ phiếu được. Đó. Với một điều kiện là cái giá sàn đó nó sát với điểm hỗ trợ kỹ thuật.
chứ không phải là sàn ở trên này cũng bắt đâu, đấy nó chơ vơ ở trên này không phải, mà hỗ trợ kỹ thuật của nó đây đó, thì chúng ta mới bắt bắt có cơ sở các anh chị, chứ không phải là cứ nhắm mắt nhắm mũi là bắt đâu đó. Ở cổ phiếu TLD cảnh báo rồi, vùng 14 kháng cự chốt đi còn gì nữa, đến đây vùng 11 đến vùng 12 hỗ trợ có thể bắt lại. MTNI trong phiên này có phá cái kháng cự phá cái hỗ trợ 8 nhưng mà kết phiên thì nó lấy lại được ở đây. Nói chung TNI thì trong nhịp này thì hướng các chị bắt T cộng thôi, chứ còn nhịp này mà đánh dài TNI chưa đạt, chưa đạt. ILA cảnh báo vùng kháng cự 14 15, vùng này chốt đi đúng không ạ? Rồi vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, vùng 11.5 vùng 12 có thể bắt lại. Cổ phiếu FTM như thế nào đây? Rồi, FTM trong tuần thì nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 9.5 ở đây. Đó, và nó không giữ được cái lực cầu cao nhất, và phiên này thì nó bắt đầu phập phù. Ở cái tín hiệu phập phù này, tín hiệu 9.5 nó bị mất này, nó không quay lại được, chứng tỏ là ở đây là có vấn đề rồi. Đó, đến phiên này. Như vậy đến phiên này chúng ta cũng phải chấp nhận để đóng để giữ lãi rồi. Đó. Kệ nó. Thậm chí là cổ phiếu này bị thủng 8. Thủng 8 mà không bán nữa thì đấy là lỗi của chúng ta thôi, chứ không phải lỗi của kỹ thuật. Thì xu hướng của FTM như vậy ngắn hạn sẽ kiểm tra vùng 6.5. Trong trường hợp 6.5 mà không tích được nền á thì chắc chắn nó sẽ về cái nền sâu thâu của thế này đấy, nên là chúng ta cứ bắt từ từ thôi. Nếu như chúng ta bắt ở vùng 6.5 thì xác định phải cần thêm lực ở dưới này nữa. Đó, hoặc là bắt ở 6.5 rồi nhưng sau đó thì cổ phiếu bắt đầu cầu cầu tăng và nó bật thoát lại vùng 7.5, thì như vậy khi đó chúng ta mới mua, chứ không phải là chúng ta húc một phát là 6.5 mà chúng ta mua hết ở đây đâu. Chúng ta phân bổ được lực ra để chúng ta vừa bắt vừa thăm dò cái xu hướng của cổ phiếu. Cổ phiếu DST hiện tại thì cũng đang nâng target của cổ phiếu này 14 trên 14 thôi, còn chưa nâng target thêm. Và nhìn về mặt ý đồ thì cũng khá là hay, chạm 14 và sau đó cổ phiếu này đang chỉnh cung lại vùng 11 đến vùng 12. Tuần tới thì chúng ta đánh giá thêm ở vùng 11 12 của cổ phiếu DST. Bắc Việt BVG, Bắc Việt như nào đây? Rồi, Bắc Việt chạm 10 trên 10 và sau đó nó chỉnh cung, và cái điểm chỉnh cung nó test cung thất bại luôn. Các anh chị nhá, nó thất bại luôn. Chính vì vậy nên là khi mà cái điểm test cung thất bại rồi thì hỏng rồi, là chúng ta phải bám thôi. Và ngay lập tức thì nó bị ăn ba cây chốt tương đối mạnh, chốt về nền luôn. Thì nó chốt về nền ở đây rồi thì lại hỗ trợ kỹ thuật ở đây rồi, vùng 6.5 vùng 6.8. Khả năng là những anh chị em mà mua phiên này này hoặc là phiên này, hai mua hai phiên này thì về đây sẽ bán, chắc chắn là như vậy, bởi vì không không chịu được nhiệt đâu, nó xả như thế là không chịu được nhiệt đâu. 30% chắc chắn bán từ 10 mà xuống còn 7 đúng không ạ, âm 30% chịu làm sao được nhiệt. Nó bán xong cái cổ phiếu nó bắt đầu nó hình thành đáy, hình thành đáy xong nó lừng khừng đây là nó đi lên đó. Ok, thì đối với Bắc Việt tuần tới cũng sẽ làm việc ở quanh vùng 6.5 đến vùng 6.8 đối với cổ phiếu này. Mà cổ phiếu TTB hiện tại thì đang đánh tương đối có ý đồ. Tuần vừa qua thì nó đã chính thức đạt được target 13. Thậm chí suýt soát tí nữa thì đạt 14, nhưng mà ý đồ như thế này thì chúng ta sẽ nhìn ở đây 12 đến 12.3 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của nó. Nó chỉnh cung ở đây, tích lũy ổn định, lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm trên 4 đến 5 triệu cổ phiếu một phiên, như thế này là tốt rồi. Đó, cầu tương đối tốt. Để dự kiến nâng target lên vùng 14 và tiếp theo đó thì lên vùng 15, và những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây đó là vùng 12 đến vùng 12.3, đấy là những vùng mà các tài khoản đang cầm có thể cân thêm. OGC có một cái điểm nhấn kỹ thuật đó là gì ạ? Trong tuần thì nó đã công 12.5 cộng, nhìn đẹp quá. Đây sẽ là một cái thời khắc mà cổ phiếu nó sẽ bứt lên để nó mở trend ở trên này, nhưng mà nó vướng vào cái vụ của anh Quyết, và cái cổ phiếu này nó cũng xếp vào gọi là nhóm cổ phiếu penny, và khi cả dòng nó chốt thì em này em ấy cũng không chịu được nhiệt đâu. Đối với OGC thì quan điểm kỹ thuật cùng là không sao cả, không sao cả. Tuần tới chúng ta sẽ làm việc lại, tức là chúng ta đã có một phần vị thế ở đây, chúng ta bắt ở đây thì chúng ta sẽ chờ thêm. OGC thì đang bị lỗ rồi, chắc chắn là không có lãi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì OGC chúng ta tiếp cận ở cái vùng này, tức là sẽ có những tài khoản sẽ cân ở quanh vùng 11, 18 và thậm chí ở đây sẽ là vùng 11, 7, như vậy là đang bị lỗ rồi. Thì lỗ rồi thì cứ bình tĩnh từ từ, bởi vì sao? Cổ phiếu này nó vẫn chưa phá hết cái hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Quan điểm là như vậy, chúng ta vẫn đang còn hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ cầm thêm.
tuần tới sẽ đánh giá cổ phiếu này ở quanh vùng 9 đến khoảng vùng 9.5, thậm chí biên sâu hơn trong nhịp này chúng ta cũng phải tính toán thêm vùng 8 đến vùng 8.2. Fit à? Fit. Fit đây rồi, fit đây rồi. Thì fit trong tuần sau một cái thời gian mà nó lừng khừng đi ngang ở đây và fit bắt đầu bị phá vỡ, tức là nó ở vùng 16 và sau đó nó bị tụt tụt tham các anh chị. Đó, nó bị tụt tham. Thế thì cái quá trình tụt tham tức là nôm na cổ phiếu bị tụt 16 thì nên bán. Đó, nên bán. Rồi xong đó thì về đến dưới này 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 thì đừng có bán nữa. Rất nhiều anh chị về đến dưới này hỏi Hùng là bây giờ fit cắt hay như nào thì Hùng ngao ngán thôi, không biết làm nào. Vùng 12.8 là vùng hỗ trợ này, rồi đâu nữa các anh chị, biên 13, 13.5 phân tích rồi, thậm chí sâu hơn biên 12, ở đây đang là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là ok. Ở chúng ta cần phân biệt được đâu là kháng cự các anh chị, 16 là kháng cự, 16 là kháng cự. Và đâu là hỗ trợ? Đó là biên 13, 13.5 là hỗ trợ của Fit. Và khi cổ phiếu về đến hỗ trợ rồi thì chúng ta không nên bán. Khi cổ phiếu nằm ở vùng kháng cự thì chúng ta nên bán. Đó, nhắc đi nhắc lại như vậy, một cái việc làm như vậy để các anh chị nhớ. Thì sang tuần tới Fit khả năng là chưa chạy được đâu, nó sẽ quay lại test cùng 13 13.5 và chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ ổn định ở đây. Và lực cầu có một phiên mà nó tiêu phát khoảng tầm 15 triệu nhé, là được á, 13 14 15 triệu, 15 triệu. Ok, lực cầu tiếp tục 15 triệu và giữ được cổ phiếu này bứt thoát khoảng vùng 14 cộng. Đấy, bên đây này, bắt đầu nó từ đây nó bật lên. Đó, như vậy đấy là cái phiên mà gì ạ, chúng ta cần thêm. Rồi về đến vùng 16, 16 5, 17 đây lại bán. Đánh cổ phiếu nó hay như vậy. MBG rồi, MBG, MBG, MBG cũng đang tốn khá nhiều bút giấy đây. Thì cái MBG á là chúng ta theo theo nó khá là dài rồi, đâu đó từ vùng 6 ở đây này. Mà bây giờ lên 18 như vậy là theo cũng tương đối dài rồi và đến đến bây giờ vẫn đang theo. Đang giờ đang theo. Thì trong nhịp vừa qua là ông có phân tích ở đây vùng 17.5 đến vùng 18, về mặt lý thuyết là nó đạt được cái target này nhưng nó chưa break được. Thì sẽ tính toán thêm, như vậy là cổ phiếu bị ép này, đây nó bị ép lại đây rồi. Đường mark đang cắm như này thì khả năng là cũng sẽ chưa thể tăng ngay được đâu và nó sẽ có những cái điểm đi ngang ở quanh vùng 14, 13 năm và thậm chí là có thể biên kỹ thuật của nó 12, 12 3 đây. 12 3 13. Đây sẽ tính toán thêm, nhưng nôm na là gì, cổ phiếu MBG là cổ phiếu đánh dài. Chính vậy nên là ông sẽ thường thường làm cái việc đó là gì ạ? Đó là những cái điểm chỉnh cung, ví dụ 14 8 này, bắt đầu gom này. Rồi 14 có thể bắt một ít này. Rồi tuần tới nếu có biên 13 sẽ bắt. Và nó bắt xong thì tất nhiên sau những cái lực bắt đó nó phải đảm bảo một cái yếu tố kỹ thuật, đó là vùng 12 không gãy. Nhưng mà bắt xong vùng 12 gãy là tư duy bị sai rồi. Tư duy sai thì phải sửa sai, tức là SL. Ok. Tìm kiếm cơ hội khác. Nhưng nếu như MBG không thủng vùng 12 thì đấy sẽ là những cái vùng bắt to to, bắt bắt dần dần. Sau về đây rồi á, bắt đầu lực cầu lại quay tiếp tục khoảng tầm 5 đến 6 triệu cổ phiếu và đánh đấy, nó có hơn, nó tức là nó hình thành một cái máng ở đây, ví dụ như vậy. Nó tiêu xuống đây xong nó sang đến bên này và bắt đầu lực cầu dồn dập á, lực cầu ào ào như thác đổ vào đây thì đấy là thời điểm chúng ta có vị thế rồi, thì đây chính là những thời điểm mà gọi là nhát kiếm để kết liễu con mồi ở đây, nó nằm ở đây chứ không phải là những cái nhát kiếm mà thăm thăm ở đây này, là chúng ta sọc sọc thôi, nhẹ nhẹ thôi để xem mà ở đấy có cá không. Đó, và bắt đầu nhìn thấy à cá to rồi, nó ăn vật vã ở đây rồi, bắt đầu nó sang đây chém phát cho nó chết luôn. Đó thì đấy là những cái tín hiệu để chúng ta nhận diện rằng là cổ phiếu MBG có lực cầu quay trở lại đánh, và chắc chắn là những anh to anh mua thì mình mua theo. Đó. Thế thôi. Cổ phiếu DL1, DL1 cũng khá tốn khá nhiều giấy mực đúng không ạ? Thì trong tuần vừa qua đây là một chạm được vùng 16 và nó không giữ được, và đây là những cái phiên mà chúng ta cần phải canh chốt, đây là một phải chốt thôi. Ngắn hạn nôm na về lại vùng 11 3 12, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật chúng ta sẽ cân thêm. Thì các anh chị nhìn thấy cái hình này không ạ? Đây là cái úp nơm ấy. Thì thông thường là mọi người mua ở đây xong về đây cắt lỗ, thằng bên cạnh nó bảo ôi chết mẹ mày cắt đúng đáy rồi, mua lại đi. Thế là thứ hai tuần sau cổ phiếu nó giao dịch 14 15, nháo nhào mua mua xong ở đây này, mua đây này, xong rồi lại giã cho phát nữa. Đó, nó lại giảm ra phát nữa về 11.3, lại ới trời ơi, mua sai rồi lại bán, lại cắt lỗ. Sau cái cắt lỗ xong đó thì bắt đầu mới chính thức ở đây mới là một cái nhịp nhịp mà cổ phiếu DLG tăng đó, anh chị thấy chưa? Nên là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không được phép đua xanh, cổ phiếu sẽ quay lại test cung test nền, và những cái điểm test cung test nền đó sẽ là những điểm mà anh chị gom đó. Con nào nữa nhỉ? Con ABS.
ABS cũng tốn nhiều giấy mực đây, chúng ta vẫn đang tiếp tục theo. Thì đối với ABS như vậy nó hình thành cái vùng kháng cự 28.5, vùng bãi ở đây. Tuần vừa qua nó công nhưng nó công không thành. Công không thành thì nó lại quay lại nền, và với tín hiệu kỹ thuật của ABS thì quan điểm kỹ thuật lồng sẽ đánh giá thêm cái cổ phiếu này, khả năng ở vùng 22.5, vùng 23.5 đấy các anh chị. Nó chỉnh như này á, thì nó chưa hồi ngay được đâu, nó cần phải tích lũy cung cầu đây, rồi ở bên này cái bờ sông ở bên này thì lúc đó chúng ta phải đánh giá một cái lực phục hồi. Nói đến ABS thì nó phải nói đến TSC, hai con này phải kẹp với nhau, và trong tuần vừa qua thì TSC đi tương đối nét đó, TSC đi nét, và với cái lực đi của TSC như này tức là nó đã vượt thoát được cái vùng 18.5 rất là hung hãn ở đây rồi, thì nó đã cán tiếp cái vùng 22 20 20.5. Đấy là vùng kháng cự tiếp theo, và lên đến vùng 20.5 rồi thì nó sẽ ổn định ở đây, khả năng là nó sẽ test lại cung cầu đây, ổn định ở quanh vùng 20 cộng thì sẽ lên vùng kháng cự tiếp theo vùng 22.5 đó, rồi lên 22.5 mà thành công thì lại sẽ công vùng 25. Tức là các cái target nó phải tuần tự chứ không phải là từ đang ví dụ như là ông nào cũng bảo là từ 14 mà target của em này đang lên 25 thì có vẻ nó chém gió, nhưng mà từ những cái góc độ kỹ thuật của từng cái tuần giao dịch hoặc từng cái diễn biến ở trong phiên đó chúng ta đánh giá thêm những góc độ đó thì nó sẽ rất là ok. Còn mã nào nữa các anh nhỉ, mã nào mình nhỉ, rồi phân tích BTN, đúng rồi, BTN phân tích nhanh không phải thiếu. Thì đối với BTN trong tuần vừa qua nó có một cái tín hiệu kỹ thuật phải nói là rất đẹp rồi. Như thế này gọi là 10 điểm chứ không phải là 9 điểm nữa đâu anh chị. Nó đã break được vùng 8 nhưng mà nó bị bắt đầu đến cái gọi là cả nửa đời phiêu dạt và con lại về úp mặt vào sông quê. Anh Quyết anh cho quả là coi như úp mặt sông quê luôn. Thì chính vì cái quả đấy nên nhóm Penny đồng loạt bị chỉnh nên nó bị mất cái vùng 8 ở đây này. Thì không sao cả. Khi mà Hùng hướng các anh chị tiếp cận đến BTN á, đúng không? Thì chúng ta đã nói rất rõ ràng về mặt kỹ thuật rồi, có thể cổ phiếu sẽ còn có vùng 6. Thứ hai nữa là biên tích kỹ thuật của nó là vùng 6.6, 6.6 đến vùng 7.5 và quanh 7. Như vậy thì khi mà chúng ta đây này, những mũi tên này, như vậy khi chúng ta gom thì chúng ta cần phải tính toán thêm những cái điểm mà cổ phiếu chỉnh về đây, đấy là những cái thời điểm chúng ta gom. Thì đối với BTN sau những cái điểm mà nó quay lại nền như này á, thì chúng ta cần phải dừng lại một tí, tức là chúng ta cần phải dừng lại một tí để chúng ta đánh giá thêm cái góc độ kỹ thuật ở đây là vùng 6, như vậy như thế này nó là sẽ tính ở vùng 6 đến khoảng vùng 6.5. Tuần tới sẽ đánh giá thêm ở đây và cung cầu vẫn tiếp tục ổn định ở trên vùng 6.6.5 6.6 ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu gom thêm BTN. MAC là mã cổ phiếu thứ hai. Trong tuần thì MAC cũng đã hình thành một cái trend kỹ thuật tương đối đẹp, nhưng với tín hiệu như thế này thì là chúng ta đang tư duy của chúng ta đang bị sai rồi. Vì sao? Vì khi mà cổ phiếu này mà muốn tiếp tục một cái hành trình của một cái trend kỹ thuật ở đây á, thì thông thường cổ phiếu nó sẽ không đạp cái 10, nhưng mà nó đang đạp cái 10 như thế này thì nó đang có vấn đề. Thì vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở tuần tới. Trong trường hợp nếu như tuần tới mà MAC nó hình thành được một cái điểm gọi là điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây 859. 8.9 các anh chị. Đó. Ở trên cái vùng 8.9 cộng thì như vậy là cái cơ hội để chúng ta chiến đấu tiếp là còn, nhưng cái vùng ở đây nếu mà nó làm một cây như này nữa, xác nhận như này nữa thì coi như những cái tư duy của chúng ta bắt cái vùng cổ phiếu ở quanh 10 đây là bị sai, và sai thì phải sửa sai. Đó là về mặt quan điểm. Cổ phiếu SRT, rồi các anh chị, SRT thì không sao cả, không sai. Bởi vì sao? Chúng ta có phân tích cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 10 đến vùng 11. Dự kiến đến vùng này thì nó sẽ bị đạp một nhát nữa, nên là chắc chắn là sẽ không ai mua ở đây cả. Và chúng ta có phân tích ở đây, đó là vùng đây này, vùng 8.2, vùng 8.6, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật, thì vùng này có thể mua, vùng này có thể bị đạp, đúng không? Và trong tuần thì nó đạp, và khi tiếp cận đến với cổ phiếu SRT, SRT thì chúng ta có hai vùng, vùng 6 và sau đó là biên 6.5 đi biên 7. Xu hướng hiện tại như thế này thì sang tuần tới sẽ làm việc với cổ phiếu SRT ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật này, và chúng ta sẽ có đánh giá thêm về SRT là chúng ta vẫn đang tiếp tục chưa có vấn đề gì cả.
Duy nhất là cổ phiếu Mac, đúng không ạ? Cổ phiếu Mac là có vấn đề. Rồi, đến cổ phiếu CGV thì CGV thì cũng đã chỉ ra đây rồi đúng không ạ? Chỉ rồi chứ không phải không chỉ, đó là gì? Đó là cái vùng vùng chín ở đây, nó đang là cái vùng kháng cự ở đây này, nó công lên này rồi nó bị đạp này, đây khả năng công lên như vậy, ở đây cũng như vậy, nó chưa vượt thoát được vùng chín. Và đối với mã cổ phiếu CGV thì cũng có nói với các anh chị rồi, phải khi nào nó đánh break 9 rồi công kiếp các kiểu đây thì cái đó chúng ta mới tính đến chuyện target. Còn trong thời điểm hiện tại nó đang gọi là những cái biên kỹ thuật tích lũy của cổ phiếu này, thì biên tích lũy của nó đó là vùng 6.6 đến 7.2, và điểm sâu hơn có thể phải tính toán ở vùng 6. Thì đấy là khi mà chúng ta tiếp cận đến CGV chúng ta phải tính toán như vậy. Vì sao là như vậy? Vì các anh chị nhìn thấy đây, trên trên trang kỹ thuật tuần, tức là CGV nó cũng đã có một cái lực kéo, nó cũng đã có một cái lực kéo từ khoảng vùng 3.5 ở 3.5 mà lên đến khoảng vùng 7, như vậy là nó cũng tăng 100% cái nhịp thứ nhất đây rồi. Nên cái nhịp này đó là chúng ta phải từ từ, nó phải từ tốn một tí chứ không vội vàng được. Đấy là lý do mà vì sao mà mình đã phải chia những cái điểm điểm ngắm kỹ thuật của cổ phiếu, nó là như vậy. Rồi phân tích thêm mã cổ phiếu DLG. DLG thì sau những phiên ép sàn đúng không, đây thì DLG thì nôm na là gì ạ? Thủng 10 thì phải chốt thôi đó, đây này đấy, hoặc là không, cái vùng 10.5 này nó không không công lại, không 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 công qua được, thì đây cũng là cái kháng cự chúng ta có thể chốt bớt, và sau đó thủng 10 thì bắt buộc chúng ta chốt bớt hàng. Với lực đánh của hôm nay nó có ép lên nhưng mà lực ép này cũng chưa thực sự là khỏe, thì tuần tới chúng ta sẽ tính toán ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.2. Nhưng theo Hùng thì vùng 8.2 này nó cũng sẽ chưa thể tích được đâu, khả năng nó sẽ còn chỉnh giảm thêm một nhịp nữa, rồi khi đó cái cung cầu nó tích lũy ở cái nền khoảng vùng 7 đến vùng 7.3 là hợp lý nhất để nó hình thành một cái bờ tăng ở bên này. Cổ phiếu TTF, TTF đánh tương đối là đẹp và nó vật vờ đến đến phiên ngày thứ 5 nó mới chết, chứ còn 3 phiên trước nó không chết. Tức là cái lúc mà nó bị mất 14.7 ở đây thì nó mới chính thức nó mới chết này, chứ còn nếu mà nó không mất 14.7 thì cái cơ hội mà để đánh vượt thoát lên vùng 16 còn. Tuy nhiên phiên kết tuần lại ngon, đấy, nó đánh thế này lại ngon rồi. Tức là tuần tới thì chúng ta sẽ lại phải làm việc với cổ phiếu này ở quanh vùng 13. Khả năng là nó sẽ chưa chạy ngay được đâu các anh chị, nó sẽ có một cái điểm điểm test tả lại cung kỹ thuật của nó ở đây, quanh vùng 13 đến khoảng vùng 13 năm, và từ đây thì chúng ta mới đánh giá một cái lực hồi. Nhìn về trang kỹ thuật của TTF thì khả năng nó vẫn còn những cái sóng. Rồi cổ phiếu ngoài ra thì chúng ta chú ý thêm mã cổ phiếu APC là một mã cổ phiếu cơ bản cũng đã được khuyến nghị phân tích đầu tư. Vùng vùng 27.5, vùng 28 anh chị có thể gom thêm, ví dụ như vậy. Cổ phiếu DQC cũng là một mã cổ phiếu khá là hay. Hiện tại là đang 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 giao dịch tương đối như thế này, khá là tốt này. DQC thì cũng tiếp cận khá là sớm ở khoảng vùng 30. Hiện tại là lên được 37 rồi và đang dự kiến chỉnh chỉnh, nó chỉnh cũng khá là sát đấy nhỉ. 37 đang dự kiến khoảng vùng 30 35, nhưng khả năng 35 là khó rồi, không không có vùng 35. Cái cách giao dịch như này thì cổ phiếu có thể bật tăng bất cứ lúc nào. Chính vậy nên là các anh chị nếu mà tuần tới chú ý đang cầm cổ phiếu này thì khả năng biên 37 đến biên 38 là phải gom thêm thôi. Bởi vì xác suất mà cổ phiếu này bật trong tuần tới là rất cao, khi thị trường chung ổn định trở lại thì nó sẽ hướng về target 43.5. Và sau đó thì trong nhịp này thì cũng đang hướng target của em này lên tận 50 cơ. Nên là đây là một mã cổ phiếu nó cũng cơ bản tốt, các anh chị lưu ý. Rồi ok, về mặt các mã cổ phiếu thì cũng sẽ phân tích như vậy. Đối với những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa được phân tích ở trên bản tin thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian của các cái bản tin. Và các cái comment đó thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để ông trả lời các anh chị ở trong những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất có thể có của ông Lê, và từ đó thì các anh chị có thể đọc và tham khảo thêm ở trong các cái quyết định đầu tư của mình, thì trên tinh thần nó sẽ là như vậy. Rồi phần cuối của bản tin thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta nói một vài các cái ý về mặt thị trường. Thì gần như thị trường chung trong tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích khá là kỹ ở 15 phút cuối của bản tin, và sau đó thì thông thường trong các bản tin tuần xong thì cũng sẽ có những cái tổng hợp lại chi tiết để các anh chị nắm được. Ví dụ chúng ta sẽ nói đến index tuần sẽ nằm ở vùng kháng cự 1535 đến khoảng vùng 1540 điểm đó trong tuần vừa qua. Thì đây cũng sẽ mở lại cái biểu đồ VN Index của chúng ta ở đây. Đây là phiên ngày mùng 7 đúng không ạ, kết thúc phiên ngày mùng 7 chính là điểm xanh đây.
thì cũng đã có phân tích một cái kịch bản đối với kháng cự tuần thì chúng ta vẫn lấy index ở vùng 1.535 đến vùng 1.540 điểm, và các anh chị nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì index chạm đến đây và nó đứt luôn. Nó đứt luôn, và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có nói thêm cái hỗ trợ kỹ thuật tuần đó, thì đối với index đồng tiếp tục đánh giá ở vùng 1.105 ở vùng 1.520 điểm, 1.518 đến 1.520 và sâu hơn là vùng 1.510 điểm trong phiên những cái phiên giao dịch đầu tuần, bởi vì là chúng ta phải đánh giá từ từ đó. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì index chính thức là điểm đầu tiên là nó bị phá vỡ cái vùng kỹ thuật của nó đây, đó là vùng 1.520, thì đương nhiên thủng 1.520 thì nó đi xuống vùng 110 đó, và đến phiên ATC thì nó tạo gap kết thúc của phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cổ phiếu này chỉ số index của chúng ta cũng đã đi về vùng 110 đó, 510 điểm đó. Đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những cái vùng kháng cự tuần của chúng ta, đó là vùng 1.555 đến vùng 1.560, và trong tuần thì có một điểm là gần lên đến vùng 1.550 ở đây. Còn đối với hỗ trợ kỹ thuật tuần thì cũng có đánh giá ở VN30 và phái sinh, điểm thứ nhất đó là điểm test cung ở vùng 1.530, và các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cái điểm này nó cũng bị phá vỡ, sau nó bung lên, nhưng mà đến đến 13 giờ thì chính thức là nó mất vùng 1.530. Khi mất 1.530 rồi thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tính toán đến vùng 1.518 đến vùng 1.520 điểm. Đó là những cái điểm hỗ trợ ngắn của VN30 và phái sinh có phân tích ở trong trong bản tin đầu tuần. Và sau đó thì đến đến phiên giao dịch của ngày thứ tư, lúc đó thì trước giờ giao dịch thì thông thường trước giờ giao dịch thì ông Lê sẽ có những cái đánh giá về chỉ số Dow Jones, sẽ có đánh giá những cái về WTI và có đánh giá một số các cái yếu tố, ví dụ các cái thông tin, đúng không ạ? Rồi sau đó thì sẽ đánh giá các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật kháng cự của trong ngày, và trước khi mà cái phiên giao dịch ngày thứ tư diễn ra thì cũng có đánh giá rằng là trên góc độ kỹ thuật ngắn thì index khả năng cao sẽ quay về vùng một cái giải này, tức là sẽ sâu nhất là ở vùng 1.480 điểm, và trong trường hợp nếu như index bị thủng vùng 148 điểm thì cái xác suất cao mà nó quay test lại cái đáy ngắn hạn đó là vùng 1.450 đến vùng 1.460 điểm. Thì chính là một cái binh biến trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư đây các anh chị, đây là phiên giao dịch của ngày 12 đó. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, chúng ta sẽ nói đến index trước, đúng không ạ? Đây phiên giao dịch ngày 12 đây thì sau khi mà chỉ số index, chắc chắn là index sẽ quay về cái giải đây là 1.490 đó, sau đó sẽ quay về vùng 1.485 và sau đó tiếp tục sẽ quay về 1.480. Tức là trong cái phiên giao dịch của ngày 12 thì cũng đã dự báo trước một cái kịch bản tương đối xấu của thị trường chung đó, và khi mà cái điểm 1.480 điểm này bị phá vỡ, đúng không ạ, 1.485 điểm phá vỡ thì chắc chắn là thị trường xác suất cao sẽ rơi về cái biên ở dưới này, đó là cái đáy cũ của nó đây, và trên thực tế thì index của chúng ta đã rơi về điểm sâu nhất là vùng 1.465 điểm, và cũng hoàn toàn tương tự đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Thì cũng đã có những cái phân tích dự báo về cái việc là VN30 chắc chắn là khả năng là sẽ đi về vùng 1.500 rồi, sau phải tính đến vùng 1.490 điểm đó, còn nếu mà thủng cái vùng 1.490 thì cái đó nó đi về xa đấy. Đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đúng không ạ? Đây trong phiên giao dịch ngày 12 đây, chúng ta đấy là VN30 thì đầu tiên nó test về vùng 1.500 điểm. Ok, ở vùng này nó lừng khừng, nó có một lực long lại, nhưng điểm test lần thứ hai nó bị thất bại. Khi nó test điểm lần thứ hai bị thất bại rồi á thì chắc chắn điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của nó sẽ tính toán ở vùng 1.490 điểm. Nhưng rất may đó là sau một cái cây M5 nó tụt xuống vùng 1.490 thì cây M5 liền sau nó lấy lại vùng 1.490, tức là về mặt lý thuyết thì cái vùng 1.490 nó chưa bị phá. Nó đã bị phá nhưng liền sau đó thì nó đã có một cái lực công trở lại đây rất là tốt ở đây. Như vậy là chính xác là vùng 1.490 chính là cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của VN30 và phái sinh ở trong ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó. Và sau đó thì thị trường bắt đầu hình thành hồi phục, và chắc chắn rằng là rất nhiều những anh chị em nếu như không nắm được cái quy luật vận động của thị trường thì khả năng chúng ta sẽ bán ở cái vùng này rất cao. Đó. Thì tuần vừa qua nó chỉ có hai cái gọi là nó chỉ có hai cái mệnh đề nó rất là lớn và chúng ta cần phải đánh giá. Đó thì chính là Hùng đã phân tích, và
Trước cái phiên giao dịch đó, đây các anh chị, trước cái phiên giao dịch ở đây, đó là 8 giờ 40 phút ngày 12 tháng 1, thì cũng đã bắt đầu có những cái phân tích trước cho các anh chị như vậy để chúng ta nắm được cái binh tình của thị trường. Nếu cầm lại cổ phiếu thì chúng ta phải thị trường có khả năng sẽ chuẩn bị để nó và ông có nói rồi, thị trường chung đang sắp chạm ngưỡng kỹ thuật rất là mạnh, nhiệm vụ của các tài khoản chốt lãi xong ngồi chờ xuống giống vụ xuân năm 2022. Rồi, và khi chúng ta đánh giá được một cái yếu tố tạo lập về mặt đáy ngắn hạn của thị trường thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể giải ngân. Ok, còn sang tuần tới các anh chị chúng ta nhìn như thế này, thì trên góc độ kỹ thuật thì cũng sẽ nói đến index trước, là nói index trước khả năng thì index sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 1490, 1485, 1480 ở đây, tức là nó sẽ hình thành một cái mô hình V kép ở đây để nó kiểm tra lại cung cầu. Trên cơ sở là sang tuần tới thì cũng sẽ kỳ vọng nhóm xây lắp của chúng ta sẽ, bất động sản của chúng ta sẽ quay lại ở một góc độ giao dịch ổn định, không giao dịch một chiều ép sàn như vậy nữa. Cùng với đó, các cái mã cổ phiếu Midcap, Penny sẽ bắt đầu có cung cầu và giao dịch trở lại ổn định sau cái thương vụ của anh Quyết đó. Rồi, như vậy thì thị trường của chúng ta kỳ vọng sẽ có một cái điểm test kỹ thuật mô hình V kép ở đây, tức là ở quanh vùng 1480 đến vùng 1485 là đáy ngắn hạn của thị trường. Vùng sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở trong phiên giao dịch. Đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1510 điểm, tạm thời là như vậy. Còn nếu như trong trường hợp này kể cả nó thủng vùng 1510 điểm thì ở cái vùng những cái vụ, tức là nôm na là đáy nó đang ở gần gần ở đâu đấy rồi, chỉ cần thị trường chung nó ổn định thôi, chỉ cần nhóm bất động sản nó bão hòa cái thông tin của Tân Hoàng Minh, chỉ cần cổ phiếu của anh Quyết quay trở lại có giao dịch bình thường, cổ phiếu Penny có cung cầu bình thường, thì khi đó thị trường của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phương án để chúng ta thi đấu ở trong tuần giao dịch mới, và chúng ta sẽ đánh giá ở quanh vùng 1510 điểm hoặc là 1500. Và đối với chỉ số phái sinh hoàn toàn tương tự các anh chị, hoàn toàn tương tự, đó là ở vùng 1510 đến đến vùng 1515 và sâu hơn thì ở vùng 1500 điểm ở đây. Còn kháng cự tuần thì tuần tới chúng ta sẽ có kháng cự tuần ở quanh vùng 1540 điểm ở đây. Đó. Chỉ cần thị trường chỉ cần bất động sản ổn định và tất cả những cái nhóm ngành khác nó chúng ta giao dịch ở một cái góc độ gọi là bình thường của thị trường, thì khi mà thị trường đánh break vùng 1540 điểm ở đây thì đấy là một tín hiệu rất là tốt, kể cả chỉ số VN30 nó ao lại vùng 1540 điểm là cực kỳ ngon luôn. Kháng cự tuần của VN30 chỉ số index thì chúng ta sẽ kỳ vọng là index sẽ công lại vùng 1510 điểm ở đây. Sau khi em công xong vùng 1510 điểm và nó sẽ có một cái điểm gọi là trả cung kỹ thuật lại đó, ví dụ như thế này, nó test xong và nó kéo lên, rồi nó kéo lên xong và nó trả lại ở trên vùng 1510 điểm hoặc thậm chí là trên vùng 1500 điểm cũng đạt, nói chung là cũng đạt, index cứ đóng trên vùng 1500 điểm là cũng đạt về mặt tâm lý kỹ thuật, và từ đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích đánh giá tiếp theo. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết. Đồng Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trong các cái bản điểm tin tiếp theo.